Chương 157 Nhìn thấy nhi tử lại đã trở về Lam tường không khỏi nhíu mày Phải biết rằng Thấy chết không sờn loại này tâm tình cũng không phải là tốt như vậy công tác chuẩn bị a à. Các ngươi quay về tới làm gì, dựa theo Lam Tường kế hoạch, hắn dẫn động hủy diệt pháp tắc coi như là không có khả năng đem nơi đây thiên ma đều giết chết, cũng nhất định có thể trọng thương trong đó đại bộ phận, ít nhất cũng có thể xé mở bọn hắn tràn vực phân cách. Đến lúc đó, pháp hoa cùng lam ca thì có truyền tống chạy trốn cơ hội vừa mới ba cuộc chiến đấu tất cả mọi người đều thấy rõ cái này ba tràng thắng lợi đối với nhân loại thật sự mà nói là quá trọng yếu điều này cũng có nghĩa là có được lấy vô song châu hai người là thật có dẫn đầu nhân loại cuộc khởi cơ hội huống chi còn có hắc ám chi tử bắc nguyệt thương thần cái này chúc một đời tuổi trẻ tương lai nhất định là nhân loại trụ cột vững vàng vì vậy về công về tư Lam Tường đều nhất định phải bảo hộ bọn hắn sống sót. Nhưng bọn hắn lại đã trở về, làm việc nghĩa không được chùng bước đã trở về. Lam Tường nói không cảm động cái kia là không thể nào, chỉ là bọn hắn trở về, chẳng phải là cũng muốn đáp đi vào sao. Đổ ước còn không có chấm dứt đâu rồi, chúng ta đương nhiên muốn trở về, Lam ca hướng phụ thân lộ ra sáng lạng dáng tươi cười. Hắn đương nhiên không biết Lam Tường ý nghĩ, thế nhưng mà, hắn lại làm sao có thể nhìn cha mẹ lần nữa chết ở trước mặt mình đây hiện tại lam ca đã không còn là trước đây cái kia hoàn toàn không cách nào tham gia đến cái này tầng cấp chiến đấu lam ca hắn đã trưởng thành hắn có đầy đủ thực lực gia nhập trong đó hơn nữa cho dù hắn biết rõ lam tường ý nghĩ nhất định sẽ rất buồn rầu nói với phụ thân lúc trước trong chiến đấu hắn theo pháp hoa đã ở chỗ này tại chỗ truyền tống quá đáng đã mất đi pháp vực bên kia tọa độ bây giờ là thật muốn chạy cũng chạy không được a à chỉ có thể cứng rắn rốt cuộc. Tiếp tục, Lam Ca hướng lên trời ma đang giơ tay lên, làm ra một cái mời dùng tay ra hiệu. Thật tình không biết, thiên ma đang lúc này trong lòng cũng là hơi nhẹ nhàng thở ra, nhìn thoáng qua Lam Tường, tâm hắn đầu quả thực là có chút buồn bực. Đồng thời thông qua tinh thần lực hướng thiên ma hạo dặn dò vài câu. Thiên ma tràn vực áp lực lần nữa buông lỏng, lần này là ma tộc chủ động buông lỏng. Hủy diệt pháp tắc không phải là đùa giỡn, nhất là bên ngoài còn có lấy lôi nguyên tố cầm đầu nguyên tố tràn vực chờ được thiên ma đang hiện tại đã bỏ đi quá độ bức bách những người này suy nghĩ hắn hiện tại chỉ muốn đem pháp hoa cùng lam ca mang đi bắt được vô sông châu hạng mục thì đến được rồi về phần những người này tìm cơ hội lại chỉnh đốn bọn hắn là được tiếp tục thiên ma đang vung tay lên lúc trước chờ ở nơi đó tên kia thiên ma thì đã bay đi lên đây cũng là một tên nữ tính thiên ma chỉ là cùng thiên ma dạ minh bất đồng là hắn tướng mạo thoạt nhìn cũng không có đẹp như vậy hơn nữa trên đầu còn có một đôi tự như dê rừng một loại sừng dài hướng về phía sau cong lên hắn song giác là đục màu tím đen cùng ban đầu ở yêu vực gặp được lớn kim dê còn có điều bất đồng hắn tướng mạo chỉ có thể coi là là bình thường ở hắn chung quanh thân thể quanh quẩn tới thành từng mảnh màu tím đen vần sáng bên trong tựa hồ có phù văn như ẩn như hiện nhớ kỹ tên của ta ta là thiên ma tuyệt uyên vừa nói hắn đưa tay trên không trung hư trảo chung quanh thân thể màu tím đen lập tức hướng hắn trong lòng bàn tay ngưng tụ mà đi thiên ma tuyệt uyên 24 thiên ma trong đó bài danh thứ 15 vượt sâu ma tộc một căn thon dài pháp trượng chậm rãi xuất hiện ở hắn bàn tay mà hắn toàn bộ người cũng bởi vì này chui pháp trượng xuất hiện mà biến hóa thân thể trở nên mờ đi từ dưới chân nhộn nhạo lên một tầng nồng đậm tím sương mù màu đen phụ trợ tới thân thể của mình, toàn bộ người nhìn qua đều có loại như ẩn như hiện cảm giác. Lam ca khóe miệng có giật một chút, tại trong lòng hướng Pháp Hoa nói, những ngày này ma thật đúng là từng cái am hiểu năng lực cũng không đồng dạng a. À. Hôm nay nếu mà chúng ta có thể không chết, trận chiến này ý nghĩa có thể to lắm. Là, trận chiến này ý nghĩa đối với bọn họ mà nói xác thực trọng đại, thông qua trận chiến này, để cho bọn họ đối với ma tộc gia tăng lên nhiều lắm giải. Người đối phó Ta muốn nghỉ một lát, pháp hoa khép kín hai mắt, trên thân kim bạch sắc vần sáng bắt đầu khởi động, tiếp theo trong nháy mắt, đã hóa thành một mảnh ánh sáng sương mù tuôn hướng Lam Ca. Khổng lồ thánh lực tràn vào, Lam Ca thân thể chậm rãi trôi nổi lên, một thân trắng noãn trang phục cùng màu vàng áo choàng chậm rãi hiển hiện tại hắn trên thân, đưa hắn hoàn toàn bao phủ ở bên trong. Trên trán phù văn trùng hợp, biến thành một cái tay nâng pháp điển màu vàng tiểu nhân chính phim trường hình vuông màu vàng vần sáng quay chung quanh ở chung quanh thân thể hắn quay xung quanh, tự như hộ thể quan thuẫn. Vô song tướng, làm ca bản. Cảm giác này thật đúng là không tệ được, làm ca lẩm bẩm nói một câu. Lúc trước hai lần thi triển vô song tướng đều là lấy pháp hoa làm chủ, lúc này đây, rốt cuộc đến phiên hắn. Pháp hoa khí tức hoàn toàn nội liễm, hắn lúc trước tinh thần tiêu hao thật sự là quá lớn. Ở vô song tướng kết hợp dưới tình huống, trên thực tế cũng là bọn hắn khôi phục thương thế nhanh nhất trạng thái. Cùng ở vô sông trong không gian tu luyện nhanh nhất là đồng dạng. Nhìn thấy Lam Ca biến hóa, thiên ma đàn lông mi nhảy bỗng nhúc nhích. Thì như Lam Ca đối với mỗi một gã thiên ma năng lực cũng không đồng dạng rất có chút tò mò đồng dạng. Các vị thiên ma trên thực tế đối với hắn và pháp hoa tầng tầng lớp lớp phương thức chiến đấu cũng cảm thấy rất bất đắc dĩ. Đây cũng là thiên ma đang vốn cũng hy vọng trận này đánh cuộc tiếp tục nửa nguyên nhân hắn cũng muốn xem một chút, nhân loại cuối cùng còn có thể dùng ra bao nhiêu kỳ lạ năng lực. Đến đây đi, làm ca hướng lên trời ma tuyệt uyên ngoắt ngón tay. Thiên ma tuyệt uyên hai mắt hiếp lại, trong tay pháp trượng chậm rãi dơ lên. Hắn căn này pháp trượng rất dài, trọn vẹn là hắn thân cao gấp đôi, trên pháp trượng hiện đầy ma văn, mơ hồ vẫn có đồ vật gì đó xoay quanh ở trên giống như. Khi nàng dơ lên pháp trượng trong nháy mắt, sau lưng, một cái thật lớn ma tướng hư ảnh cũng tùy theo nổi lên. Đương nhiên một cái có bốn mảnh cánh quái điểu, đầu to lớn, bốn mảnh cánh, dưới bụng còn có bốn cái móng vuốt. Nó há to miệng, thiên ma tuyệt quyên trong miệng cũng đã bắt đầu phát ra tối nghĩa thanh âm. Đây là cái gì chim? Lam ca tuyệt đối tin tưởng, chính mình chưa từng có gặp qua loại này chim tồn tại. Thiên ma tuyệt quyên cái này ma tướng, tên là bắt đầu ma chim. Chính là ma tộc nguyên thủy nhất tổ tiên một trong. Ở ma tộc ma tướng bên trong, tuyệt đối là đứng đầu trong danh sách tồn tại. Cho dù là ở ma vực, đến thần giai về sau muốn tiếp tục hướng nâng lên lên cao cũng là một kiện vô cùng khó khăn sự tình. Vào hôm nay đến đây lục đại tinh thần cấp thiên ma bên trong, có hy vọng nhất tương lai tấn thăng làm nguyệt thần cấp độ, cũng không phải là bài danh tương đối gần phía trước thiên ma xạ quan cùng một vị khác, mà là thiên ma tuyệt nguyên. Cũng là bởi vì hắn ma tướng chính là nguyên thủy nhất cường đại ma tướng một trong, trầm trọng nội tình làm hắn tương lai có thật lớn tiền đồ. Vốn bên trên một tràng nên là như vậy hắn xuất chiến, nhưng bởi vì lôi đình hủy diệt pháp tắc xuất hiện, thiên ma đang do dự một chút, e sợ cho có cơ hội trở thành nguyệt ma hắn bị thương tổn, này mới khiến càng mạnh hơn nữa thiên ma xà quan ra tay. Mà lúc này, hắn triển lộ ra bắt đầu ma chim ma tướng thời điểm, bao gồm thiên ma đang, thiên ma hạo, trên mặt đều toát ra sùng kính biểu lộ. Đây là đối với tổ tiên tôn kính pháp trượng hướng lam ca phương hướng xa xa điểm ra. Không khí lập tức kịch biến, lam ca dưới thân đột nhiên buồn bã, một cái thật lớn màu đen trống rỗng thì không hề báo hiệu ra hiện ra tại đó, khủng bố lực hút trong nháy mắt xuất hiện, lam ca chỉ cảm thấy thân thể trầm xuống, sẽ bị thôn phệ trong đó. Dưới chân ánh sáng màu xanh dâng lên, phong hỏa tổ hợp thôi động thân thể của hắn nhảy lên lên cao dựng lên, đồng thời một đoàn lam tử sắc quan cầu hạ xuống, bạo tạc nổ tung. Oanh! màu đen trống rỗng lực hút ở bạo tạc nổ tung tác phẩm tâm huyết dùng xuống được triệt tiêu một bộ phận làm ca thân hình cũng tùy theo thừa cơ bốc lên nhưng là đúng lúc này cái kia nguyên bản thôn phệ màu đen trống rỗng đột nhiên biến thành ám tự sắc thầm hào quang màu tím hướng ra phía ngoài dân lên tất cả lôi nguyên tố rõ ràng ở trong khoảng khắc bị cắn nuốt không còn một mảnh không không phải là thôn phệ mà là ăn mòn cái kia ánh sáng tím cũng như ma chưởng một loại đuổi theo hướng làm ca thân thể không chỉ có như thế, làm Ca chỉ cảm thấy trong không khí toàn bộ đều trở nên ảm đạm xuống, trong đầu bắt đầu xuất hiện các loại lộn xộn thanh âm, suy yếu, điên cuồng, hỗn loạn đợi trùng trùng điệp điệp tâm tình bắt đầu tùy theo xuất hiện. Nguyên rủa. Đây là nguyên rủa loại năng lực. Lam Ca một chút thì phân biệt ra, tay phải vỗ nhẹ chính mình cái trán, một đoàn xanh hào quang màu tím ở chỗ mi tâm sáng lên. Lấy lôi chính tâm, xua đuổi nguyên rủa. Xanh hào quang màu tím nổ tung, hóa thành hào quang thủ hộ, cùng lúc đó, quay chung quanh ở chung quanh thân thể hắn chính mảnh kim quang bay ra một mảnh, hóa thành một đạo thần thánh cột sáng ngang nhiên nhảy vào phía dưới ám tự sắc trong vần sáng. Đem xua tán. Thần ban cho thánh tượng, thần thánh thủ hộ. lam ca trung thân nhoáng một cái, ở một cái khác mảnh kim quang rót vào xuống, phân thân bốn đạo, lơ lửng ở giữa không trung. Hắn cái này bốn đạo thân ảnh tất cả đều vây quanh bốn màu vần sáng, nhìn không ra cái nào một đạo thân ảnh đại biểu cho loại nào nguyên tố. Tới một cái chớp mắt, hỏa cầu, lôi mũi tên, thủy đạn, phong nhận, trụ cột nhất nguyên tố công kích tự như cùng thủy ngân chảy một loại chiếu nghiêng xuống. Điên cùng hướng phía thiên ma tuyệt uyên phương hướng bao trùm mà đi. Thiên ma tuyệt uyên trong tay pháp trượng trên không trung lượng quanh ra một cái hình cung. Một cái cái phễu hình dáng vòng xoáy xuất hiện ở đỉnh đầu, đi thôn phệ những thứ này bình thường nguyên tố công kích hắn thật ra có chút không rõ là tại sao lam ca sẽ dùng loại này tầng thấp công kích rất hiển nhiên đây là sẽ không phát ra nổi bất cứ tác dụng gì a à. nhưng tiếp theo trong nháy mắt hắn sẽ hiểu bốn cái lam ca phóng xuất ra bình thường nguyên tố công kích thật sự là nhiều lắm nhiều đến gần như bao trùm trên giáo trường vừa mới cả buổi không bốn cái lam ca đồng thời đánh ra một cái búng tay tất cả nguyên tố đột nhiên trở nên điên cuồng lên tiếp theo trong nháy mắt, tất cả võ đài nguyên tố chấn động cũng tùy theo trở nên điên cuồng. O, 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 N, D, khủng bố nguyên tố khí tức trong nháy mắt sao động, nguyên tố phong bạo. Tại thời khắc này, làm ca hầu như tướng tá trong tràng tất cả nguyên tố đều đều bắt đầu chuyển động, khủng bố nguyên tố phong bạo hội tụ thành một cái chiếm cứ nửa cái võ đài cực lớn vòng xoáy, mà cái này vòng xoáy trung tâm, đúng là thiên ma tuyệt uyên hắn cái này nguyên tố phong bạo đã có điểm cùng loại với nguyên tố tràn vực tồn tại bốn cái lam ca ở thi triển ra nguyên tố phong bạo sau đó trong miệng cũng bắt đầu phát ra nói nhỏ tiếng hơn nữa từng cái lam ca nhìn qua đều là thần thái không đồng nhất có nghiêm túc có vui vẻ có bi thương có điên cuồng bốn loại tâm tình hơn nữa còn đang không ngừng biến hóa ở chung quanh thân thể hắn nguyên tố hào quang đã ở không ngừng lóe ra phía trước ba tình cảnh nhìn trời ma chiến đấu, chắc chắn, sinh ra càng lớn tác dụng là pháp hoa. Trận thứ 25 ca lôi đình hủy diệt pháp tắc cũng là pháp hoa cho hắn sáng tạo ra cơ hội mới dùng đến. Mà lúc này, pháp hoa lực lượng kèm theo cho hắn, bày ra hắn thực lực chân chính thời điểm đến. Thiên ma tuyệt uyên trong tay pháp trượng chọc ở chính mình trước người trên mặt đất, sau lưng thủy ma điểu hai cánh mở ra, trong miệng không ngừng vang lên từng tiếng vù vù hai đạo cực lớn màu tím cột sáng chậm rãi hướng ra phía ngoài kéo dài, từ thân thể nàng hai bên, hiện lên hình quạt mở rộng hướng phương xa. Cái này hai đạo tử sắc cột sáng những nơi đi qua, đã liền điên cùng nguyên tố phong bạo đều tùy theo né tránh, tự hồ ở ẩn chứa trong đó tới cái gì cực kỳ khủng bố năng lượng giống như. Đây là cái gì? Pháp Hoa không biết, Lam Ca đồng dạng cũng không biết. Nhưng lúc này Lam Ca lại có thể từ trong cảm nhận được một phần sợ hãi nguyên tố phong bạo ở khoảng cách thiên ma tuyệt uyên ước chừng còn có mười thước tả hữu lúc sẽ không ngừng tan rã tự hồ ở bên người nàng có một loại lực lượng vô hình đang ở tiêu hóa đây hết thảy thiên ma tuyệt uyên đột nhiên ngẩng đầu nhìn hướng lam ca sau lưng thủy ma điểu mở ra hai tay đột nhiên dùng sức đập bổng nhúc nhích lấy thủy ma điểu là khởi điểm một đạo hào quang màu tím trôi nổi lay động mà ra mà cũng đúng lúc này thiên ma tuyệt uyên trên đầu sông giác ánh sáng tím tóe lên cùng cái kia hai đạo tử sắc cột sáng tinh chuẩn không gì sánh được kết nối lại với nhau. Mới vừa từ thủy ma điểu chỗ bay ra ánh sáng tím cũng không lớn, nhưng nó lại kéo dài tới hình quạt hai cái màu tím cột sáng đang không ngừng phóng đại, khuếch trương, hóa thành một đạo cực lớn màu tím quan nhận. Những nơi đi qua, nguyên tố phong bạo đúng là được cứng rắn mổ ra, trong không khí hỗn loạn, mất đi. Mà cái kia ánh sáng tím bao trùm chỗ, từ hồ là bầu trời, dưới mặt đất mỗi một tấc không gian ít nhất ở Lam Ca cảm nhận trong đó là như thế. Bốn cái Lam Ca đứng ở nơi đó, mắt thấy ánh sáng tím đã đến phụ cận, tự hồ khi nó đến cái kia một cái chớp mắt, cái này bốn đạo thân ảnh sẽ tùy theo triệt để mất đi biến mất, không còn tồn tại. Nhưng mà, cũng đúng lúc này, nguyên bản quay chung quanh ở Lam Ca chung quanh thân thể chính màu vàng ánh sáng mảnh đột nhiên có một đạo biến thành màu bạc, sau đó Lam Ca thân ảnh tự hồ thì trở nên có chút kỳ dị sáng ngời. Lại là một cái màu vàng ánh sáng mạnh lóe lên một cái. Hai cái này phát ra hào quang ánh sáng mạnh cũng tùy theo đồng thời biến mất. Chỉ là nho nhỏ này biến hóa mà thôi, mặt khác tự hồ không có gì cả phát sinh. Thế nhưng mà, coi như hai cái này ánh sáng mạnh biến mất đồng thời, làm thiên ma tuyệt uyên biến sắc tình huống đã xảy ra. Hắn đột nhiên phát hiện, chính mình đã mất đi đối với thủy ma chi quan nắm trong tay. Hắn không thể tưởng tượng nhìn thấy cái kia chém ra đã tiếp cận đến trình độ lớn nhất thủy ma chi quan đột nhiên dừng lại một chút sau đó đối ngoại hình trăng lưỡi liềm quan nhận tùy theo quay đầu quay về bay những nơi đi qua hai đạo tử sắc cột sáng tan thành mây khói mà cái kia thủy ma chi quan tốc độ xác thực càng lúc càng nhanh thẳng đến hắn phương hướng chém tới biến mất hai cái ánh sáng mảnh phân biệt đại biểu cho pháp hoa năng lực thứ tám thánh trang sáng tạo cùng mặt sau mở ra thứ sáu trang quần thể kính tượng nếu mà chỉ là mặt sau quần thể kính tượng hiển nhiên không thể nào cuốn thủy ma chi quan nhưng nếu mà cộng thêm một cái thứ tám trang chính diện sáng tạo tăng cường quần thể kính tượng thì trở nên tuyệt nhiên bất đồng từ lam ca trong tay dùng ra kính tượng cùng pháp hoa dùng ra khác nhau ở chỗ pháp hoa nắm trong tay là toàn phương vị mà lam ca nhưng có thể tinh tế đem nó tác dụng ở chỉ một công kích bên trên đây là vừa đúng vận dụng nhưng lam ca lại rõ ràng có thể cảm giác được pháp hoa tinh thần lực lại hư nhược rồi một phần. Hãm hại hắn cảm giác, tự hồ cũng không tệ lắm a à. Làm ca tâm tình có chút tốt. Mà trong miệng nói nhỏ cũng như trước đang tiếp tục. Thiên ma tuyệt quyên có chút chật vật, chính là bởi vì thủy ma chi quan là hắn phóng xuất ra, hắn mới hiểu thêm cái này thủy ma chi quan uy năng đáng sợ đến cỡ nào. Sau lưng thủy ma điểu lấy tốc độ nhanh nhất bay đến trên người nàng, làm cho hắn cùng hắn hoàn toàn dung hợp ở chung một chỗ. Trong khoảnh khắc đó, thiên ma tuyệt uyên cùng sau lưng thủy ma điểu đồng thời biến mất, chỉ để lại một mảnh hoàn toàn hắc ám, tự hồ ngay cả ánh mắt đều có thể thôn phệ hắc ám. Vì vậy, chỉ cần là hướng phía hắn phương hướng nhìn lại người, đều cảm giác mình phản phất ở trong chốc lát đã mất đi thị giác. Mà thủy ma chi quan chính là dưới loại tình huống này nhảy vào cái kia mảnh hoàn toàn hắc ám. Hắc ám như trước được phân cách, nhưng tiếp theo trong nháy mắt, hai mảnh được phân cách ra hắc ám giống như là dài ra từng cây một trâu, bay nhanh kết nối ở chung một chỗ, lại lần nữa dung hợp. Mà lúc này, tại đó bốn cái lam ca trước người cũng bắt đầu xuất hiện biến hóa. Bốn cái lam ca đứng thành một cái hình cung, một đoàn nhìn qua đường kính ước chừng có chừng một mét thủy cầu xuất hiện. Trong suốt nhỏ lam thủy cầu thoạt nhìn không có chút nào lực phá hoại. Nhưng ngay sau đó, một mảnh màu xanh gió lặng yên xuất hiện ở nó bên cạnh gió từ thủy cầu bên cạnh dựa theo như ý kim đồng hồ phương hướng lướt qua kéo theo tới thủy cầu dĩ nhiên là xoay tròn thủy là thuần túy thủy nguyên tố nhất ngưng tụ thủy nguyên tố mà gió thì là cuồng phong áp súc ở cực trong phạm vi nhỏ cuồng phong gió kéo theo thủy cấp tốc quay xung quanh rất nhanh liền biến thành một mảnh màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây giống như mây mù tồn tại bởi vì quay xung quanh tốc độ thật sự là quá nhanh thế cho nên ở chung quanh vẫn mang theo từng cái như ẩn như hiện mây khu vực màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây mây trôi nổi lay động một đoàn màu lam đậm lửa đột nhiên tràn vào trong đó lập tức vốn chỉ là quay xung quanh lại hết sức bình thản mây bắt đầu trở nên kịch liệt sôi trào cái kia thập phần ngưng tụ hỏa diễm ở đám mây trong đó lập lòe giống như là từng đạo tia chớp điên cuồng mà bạo liệt nhưng chỉ có tại đó tốc độ cao quay xung quanh bên trong phong nguyên tố đã trở thành thủy nguyên tố cùng hỏa nguyên tố ngăn cách. Cái này hai loại nguyên tố chỉ là đều phân biệt đang cùng nó tiến hành xung đột. Cái mảnh này mây lúc mới bắt đầu đợi, chỉ có đường kính 2-3 mét, nhưng nương theo lấy nó tốc độ cao quay xung quanh cùng điên cùng xung đột, nó thể tích đang khuếch đại. Đang không ngừng biến hóa. Hoàn toàn hắc ám dần dần biến mất, thiên ma tuyệt quyên lại lần nữa hiển lộ ra thân hình, chỉ là lúc này hắn, nhìn qua sắc mặt có chút tái nhợt đã liền đỉnh đầu sông giác đều có một căn không trọn vẹn đi một tí, có thể nghĩ, lúc trước thủy ma chi quan có kinh khủng bực nào. Cho tới bây giờ, hắn cũng không minh bạch tại sao Lam Ca có thể bắn ngược chính mình loại trình độ này công kích, cái này ở nàng xem, quả thực là không thể tưởng tượng nổi, hắn vốn định nháy mắt giết đối thủ A. À? Sau đó hắn thì thấy được cái kia mảnh mây, cái kia mảnh kịch liệt quay xung quanh mây. Bốn cái lam ca đồng thời hướng phía hắn phương hướng nhìn thoáng qua, trong đó ba cái lam ca đột nhiên thân hình lóe lên liền chui vào đến này mảnh kỳ dị đám mây bên trong biến mất không thấy gì nữa mà đám mây thể tích cũng tại trong chốc lát tăng lên gấp 10 lần lam ca hai con ngươi màu hiện lên bốn màu mang theo vài phần bao la mờ mịt hương vị cái kia cực lớn mây cơn xoáy tựa hồ đã đã thành hắn bối cảnh ánh sấn trước cái kia cũng không cao lớn thân hình nhưng là như thế nguy nga tại thời khắc này Tự hồ mấy ngày liền ma tràn vực lực áp bách tự hồ cũng được đẩy ra rất nhiều Tại đây mảnh mây cơn xoáy phía dưới Chỉ có kia nhân loại thanh niên Chỉ thiên vẻ đấy Tài quyết thế gian Thiên ma tuyệt quyên thủy ma chi quan là gần như tại hắn một kích mạnh nhất Lại bị chính mình thừa nhận xuống tới Tuy rằng bằng vào hoàn toàn hắc ám bị thương không sâu Thực sự đem khí thế của nàng hoàn toàn đè xuống Càng cần nửa thế gian trì hoãn khẩu khí tới đây Lúc này trời không trung truyền đến áp lực cũng không như thế nào cực lớn mà khi hắn ngẩng đầu, nhìn cái kia xoay tròn lấy màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây cực lớn vòng xoáy bên trong, dần dần có điện quang lập lòe lúc, một loại đến từ chính thần giai trực giác làm cho hắn cảm nhận được cực lớn nguy hiểm. Đây là cái gì? Cuối cùng là cái gì? Hắn ở đây tích góp tới cái gì? Lam ca lấy pháp hoa phân thân năng lực đến phụ trợ chính mình tích lũy nguyên tố chi lực, lấy kính tượng xoay ngược lại cho mình sáng tạo thời gian. Gây nên, thật ra cũng chỉ là giờ khắc này bộc phát a. À. à. một tiếng thét lên từ thiên ma tuyệt uyên trong miệng phát ra, sau lưng thủy ma điểu đột nhiên biến lớn, đập trung cánh cùng hắn bản thể tương hợp, thiên ma tuyệt uyên thân thể giống như là giống như thổi khí cầu bành trướng, đang nhanh chóng phồng lên trong quá trình, thậm chí mỗi một chỗ làn da cũng bắt đầu hư thối, biến hóa. Từng cái một quỷ dị trong suốt bong bóng khí thì như vậy từ hắn làn da mở ra, qua trong giây lát đã không hề hình người, chỉ có buồn nôn cảm giác từng cái một màu tím sậm bong bóng khí mở ra lấy kinh người tốc độ gấp bao nhiêu lần hướng ra phía ngoài lan tràn khuếch trương mơ hồ trong lúc đó vẫn còn hút lấy tới thiên ma tràn vượt bên trong năng lượng thể tích không ngừng hướng lên kéo lên nhanh chóng hướng không trung khuếch tán bắt đầu tức giận bong bóng nổ tung mỗi nổ tung một cái bong bóng khí sẽ mang đến một mảnh hoàn toàn hắc ám mà khi cái mảnh này hắc ám thu liễm thời điểm sẽ có càng nhiều bong bóng khí xuất hiện những thứ này bong bóng khí nhanh chóng khuếch tán ra lại nổ tung lại hóa thành càng nhiều hắc ám lấy thân thể làm tế lễ tử vong điêu linh oanh màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây mây cơn xoáy đột nhiên phát ra một tiếng sấm sét rõ ràng không có lôi nguyên tố ở trong đó nhưng này sấm sét nhưng là như thế rõ ràng sau cùng một đạo lam ca thân ảnh cũng tùy theo vùi đầu vào mây cơn xoáy trong trung tâm nhưng hắn thân hình cũng là rõ ràng có thể thấy được hắn khoanh chân ngồi ở đó mây cơn xoáy chính giữa, tay phải xuống phía dưới chỉ một cái, lập tức, một đạo màu xanh ti chớp màu lam từ mây cơn xoáy chỗ hạ xuống, cái kia ti chớp vốn là hiện lên là màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây, ngay sau đó, tại đó màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây giữa tựa hồ đốt lên một ngọn lửa, mà cái này một ngọn lửa lại làm cho cái kia màu xanh lam song sắc chịu lột xác, cuối cùng hóa thành một gạt ra nhàn nhạt lam nhạt. Hả, thiên ma đang vừa sải bước ra, vô thức thì giơ tay lên nhưng hắn đúng là vẫn còn đã ngừng lại chỉ là đáy mắt không nhịn được toát ra vẻ kinh hãi không phải do hắn không sợ hãi giật mình hủy diệt cái kia lại là hủy diệt pháp tắc a à. thế nhưng mà lần này cùng lần trước bất đồng trước đó lần thứ nhất là lam ca cưỡng ép vận dụng hủy diệt pháp tắc còn lần này hắn lại căn bản không có điều động bản thân lôi nguyên tố chi lực lôi nguyên tố hoàn toàn bên trong bao hàm tại bản thân ở trong chỉ là bằng vào mặt khác ba đại thuộc tính lại phóng xuất ra hủy diệt chi lôi đây là làm như thế nào đến đây rõ ràng là đối với nguyên tố lý giải đã đến cực cao trình độ mới có thể thông qua mấy loại khác nguyên tố đặc tính cuối cùng sinh ra loại này hủy diệt thần lôi a mặc dù hắn tụ lực thời gian rất dài khả năng dùng đến thì có nghĩa là hắn đã bắt đầu thật sự nắm giữ hủy diệt thần lôi phương pháp sử dụng loại này thông qua đa nguyên màu trắng tổ hợp nguyên thuật đến thi triển đối với bản thân tiêu hao chắc chắn sẽ thật to giảm bớt xa nhỏ hơn lúc trước chính hắn một mình vận chuyển lôi thuộc tính phóng thích phốc hoàn toàn hắc ám tựa hồ cũng bị chiếu sáng nửa phần từng cái một bong bóng khí được cái kia sắc bén lôi đình quán xuyến tàn lụi đụng với hủy diệt hủy diệt thần lôi dần dần mất đi nhưng nó những nơi đi qua mảng lớn tàn lụi cũng tùy theo mất đi một cái bị mẫn diệt một cái bị hủy diệt nhưng mà tiếp theo trong nháy mắt tất cả trên bầu trời mây cơn xoáy đều biến sắc một mảnh kia mảnh trong mây mù, ánh sáng màu đỏ quay xung quanh lướt qua, từng đạo màu lam vần sáng bắt đầu xuất hiện, mây cơn xoáy chỗ giữa lam ca giơ hai tay lên, tiếp theo trong nháy mắt, ngàn vạn lôi đình tự như rừng rậm loại từ trên trời giáng xuống. Hủy thiên diệt địa, hủy diệt rừng rậm. Lam ca thân thể trở nên thông thấu rồi, giống như một cái lam thủy tinh điêu khắc một loại, tọa trấn mây cơn xoáy ở giữa cũng là không chút sức mẻ. Ở phía trước mấy trận trong chiến đấu, hầu như tất cả đều là pháp hoa ở phát uy làm ca phát ra nổi tựa hồ chỉ là phụ trợ tác dụng thế nhưng mà ở đây thiên ma đám lại cũng không biết cho dù là thân là trí tuệ thần sứ bản thân pháp hoa đều nhận thức ở cá nhân chiến đấu lực lượng phương diện mình là không bằng lam ca cái này cũng không phải khiêm tốn pháp hoa ở lam ca trước mặt cũng căn bản không có khiêm tốn bởi vì chỉ có hắn mới hiểu được lam ca tốc độ tiến bộ thật là nhanh hắn chung quy nói lam ca ngây thơ ngu ngốc. Nhưng trên thực tế, làm ca thực kém như vậy sao? Đáp án đương nhiên là chối bỏ. Ở đối với nguyên tố cảm ngộ phương diện này, làm ca có siêu cao thiên phú, bốn nguyên tố thuộc tính thiên quyến giả, trời sinh chính là nguyên tố sủng nhi. Mỗi một lần hiểu ra, hắn đều có thể trong thời gian ngắn nhất hóa thành chính mình sức chiến đấu, mà vô luận hắn tiến hành lớn cỡ nào can đảm nguyên tố tổ hợp nếm thử, thì chưa từng có gặp qua mãnh liệt cắn trả cái này có nghĩa là hắn và nguyên tố trong lúc đó thân hòa độ đến cỡ nào mạnh pháp hoa cùng lam ca không phải là không có một chọi một luận bạn qua tuy rằng cân nhắc đến hội thương tổn cộng hưởng hai người đều không có toàn lực ứng phó nhưng chỉ là một đôi liều mạng thực lực mà nói pháp hoa ở lam ca trước mặt kiên trì không được một khắc đồng hồ vì vậy vô song tướng pháp hoa hoặc là quần chiến bên trong mạnh nhất trạng thái nhưng nếu như là cá nhân chiến vô song tướng Lam Ca mới là bọn hắn có khả năng thể hiện ra mạnh nhất thực lực. Lúc trước Pháp Hoa đã bằng vào trí tuệ thần sứ gia tăng vô song tướng đánh tan thiên ma xà quan, mà vào giờ phút này, hoàn toàn trạng thái xuống vô song Lam Ca, có khả năng thể hiện ra thiên phú, càng là kinh tài tuyệt diễm. Thiên ma đang, thiên ma hạo cơ hồ là đồng thời đập ra, tại đây một cái chớp mắt, thiên ma hạo thậm chí tạm thời buông tha cho đối với thiên ma tràn vực khống chế. Thiên ma tuyệt quyên ở sáu gã tinh thần cấp thiên ma bên trong là trọng yếu nhất, bởi vì nàng có khả năng nhất tiến hóa thành là nguyệt thần cấp thiên ma. Nhưng tại khủng bố hủy diệt chi xâm phía dưới, tử vong điêu linh rõ ràng cho thấy ngăn cản không nổi a. À. Ha ha, một tiếng mang theo mỉa mai hương vị cười đột nhiên xuất hiện. Tiếp theo trong nháy mắt, khiến cho mọi người khiếp sợ một màn xuất hiện. Khoanh chân ngồi ở mây cơn xoáy chỗ giữa lam ca, đột nhiên thay đổi khi tất cả mây cơn xoáy năng lượng toàn bộ ngưng tụ thành hủy diệt chi xâm xuống phía dưới oanh kích thời điểm, làm ca thay đổi, mặt trường bào biến mất, mà chuyển biến thành là mang theo thần thánh hào quang áo giáp, là Pháp Hoa đã trở về. Thần ban cho Pháp điển ngược mở ra ở trước mặt hắn, hắn trịnh trọng không gì sánh được dùng hai tay bao trùm ở trên. Ba trương màu vàng thánh trang tung bay ở trước mặt, kim quang mãnh liệt bắn, bao trùm thiên địa. Bị hủy diệt chi xâm bao trùm, Thiên ma tuyệt quyên sẽ chỉ là một cái kết cục Mà kết cục này tuyệt sẽ không tốt Chẳng qua là vừa tiếp xúc trong tích tắc Tử vong điêu linh cũng đã mãn lớn tàn lụi rồi Một khi bị hủy diệt chi xâm trúng mục tiêu Như vậy không hề nghi ngờ Thiên ma tuyệt quyên liền đem triệt để vẫn lạc Đây cũng là thiên ma đang cùng thiên ma hạo liều lĩnh ra tay nguyên nhân Ám tử sắc khổng lồ nguyệt thần cấp năng lượng toàn diện bao trùm Ý đồ đi ngăn cản hủy diệt thần lôi Hủy diệt thần lôi hoàn toàn cường hãn, cái kia hủy diệt pháp tắc quá kinh khủng. Nhưng bọn hắn tin tưởng, lấy làm ca tu vi, cho dù thông qua tổ hợp nguyên thuật, có thể sinh ra hủy diệt pháp tắc vẫn có hạn. Bọn hắn nhất định phải bảo vệ thiên ma tuyệt uyên, không cho nàng chết tại đây mảnh hủy diệt thần lôi phía dưới. Nhưng cũng ở ngay lúc này, ngay cả hai đại nguyệt thần cũng không có nghĩ đến tình huống đã xảy ra. Sáng tạo kỳ tích Sáng tạo là như thế nào kỳ tích? Phản diện thứ sáu trang, quần thể kính tượng vì có thể làm cho quần thể kính tượng uy lực đạt tới trình độ lớn nhất làm ca cùng pháp hoa quay đầu lại hiện ra pháp hoa vô song tướng cái kia mặc dù là hủy diệt pháp tắc hủy diệt thần lôi nhưng kinh khủng nhất là nó bạo tạc nổ tung lúc trạng thái mà không phải phi hành trong quá trình vì vậy kính tượng cải biến chỉ là phương hướng mà không phải trực tiếp thay đổi nó uy lực thiên ma đan thiên ma hạo chỉ cảm thấy trước mắt trống không tiếp theo trong nháy mắt tất cả hủy diệt thần lôi toàn bộ không còn sót lại chút gì biến mất vô tung vô ảnh hả hai đại nguyệt thần cấp thiên ma đều là sững sờ đây là kia hai cái nhân loại tiểu tử ở trọng yếu nhất thời điểm thu tay lại rồi hả vì sợ chúng ta trả thu nhân loại quả nhiên là nhát như chuột sao thế nhưng mà ý nghĩ này mới sinh ra trong nháy mắt sau một khắc bọn hắn cũng cảm giác được không đúng bởi vì hủy diệt thần lôi cũng không có biến mất chỉ là không có rơi xuống cái kia từng đạo màu lâm nhạc lôi đình cũng đã phóng lên trời hướng không trung mà đi không tốt cho dù là lấy thiên ma đang cùng thiên ma hạo tu vi lúc này lại kịp phản ứng cũng đã không còn kịp rồi đây hết thảy phát sinh thật sự là quá nhanh mấu chốt là bọn hắn vô luận như thế nào không nghĩ tới ngay tại lúc này pháp hoa cùng lam ca rõ ràng can đảm dám làm như thế quanh long long kịch liệt sấm sét hầu như vang vọng tất cả lôi thành Lờ mờ bầu trời vốn là sáng lên một đạo màu lam nhạt vần sáng, ngay sau đó, cái kia nồng đậm tím mây mù màu đen cứng trắng được xé mở một cái lỗ hổng. Chỉ một tia lửa có thể thành đám cháy, cũng chính là cái này một cái nho nhỏ lỗ hổng, lại phản phất cải biến toàn bộ thế giới. Khổng lồ lôi nguyên tố năng lượng mãnh liệt mà vào, tự như thiên hà tiết rơi một loại, hồ ứng tới không trung bay lên hủy diệt thần lôi, những thứ này cùng bạo lôi nguyên tố điên cuồng hướng ra phía ngoài khuếch trương, điên cuồng phá hủy tới toàn bộ ngăn cản chúng nó lực lượng. Cực lớn lôi đình vòng xoáy kịch liệt khuếch trương, cho dù là thiên ma tràn vực, ở chúng nó bị điểm đốt hủy diệt pháp tắc trước mặt đã ở bay nhanh mất đi tới. Vô song tướng pháp hoa lần nữa hoán đổi, vô song tướng lam ca tái hiện, từng mặt trí thuận ở chung quanh thân thể hắn không ngừng nghiền nát. Mà hắn từ thân đã ở thời gian ngắn ngủi bên trong hóa thành lam nhạc, hóa thành kinh khủng kia lôi đình vòng xoáy hạch tâm. Ngàn vạn lôi đình, lấy hắn làm chủ. Lam Tường dơ lên đầu, ngơ ngác nhìn một màn này, không chỉ là hắn, đã liền đại trưởng lão cũng là như thế. Vào giờ phút này, trong lòng bọn họ, đều chỉ có một suy nghĩ, đây mới là lôi thành đứng đầu, đây mới thực sự là trên ý nghĩa lôi thành đứng đầu A. À. Tất cả lôi đình, tại thời khắc này giống như là Lam ca con dân một loại, quay chung quanh ở bên cạnh hắn xoay quanh, cái kia cực lớn lôi đình vòng xoáy, tràn đầy hủy thiên diệt địa hương vị. Khốn nạn, thiên ma đang chợt quát một tiếng, loại này tình cảnh làm sao có thể chịu đựng. Một cái không tốt, tự sẽ khiến bọn hắn lúc trước làm dễ dàng toàn bộ toàn bộ trôi theo dòng nước. Quan trọng hơn là, thiên ma tràn vực nếu mà bị hủy diệt, bọn hắn sau khi trở về, cũng chắc chắn được trọng phạt A. Hai đại nguyệt thần đồng thời phóng người lên, thiên ma đang sau lưng, một đạo cực lớn thân ảnh bay lên, đương nhiên một cái khủng bố ma tướng, mặt xanh nanh vàng, đầu lên cao hai chân, sau lưng có ba cặp cánh, chỉnh thể loại người, nhưng mỗi một khối cơ bắp tuy nhiên cũng không gì sánh được khoa trương. Thiên ma tộc Đây là ma vực thật sự vương tộc. Đã liền 24 thiên ma đều là dùng cái này mà mệnh danh, có thể nghĩ thiên ma tộc ở ma vực bên trong địa vị là bực nào hết sức quan trọng rồi. Không chỉ là hắn, thiên ma hạo sau lưng bay lên ma tướng cũng là giống như đúc, đồng dạng cũng là thiên ma tộc. Hai đại nguyệt thần thiên ma, chính là đồng tộc huynh đệ bọn hắn thân hình cùng sau lưng ma tướng trong nháy mắt trùng điệp, phóng lên trời, tất cả đại địa tại thời khắc này cũng đã hóa thành màu tím đen, chung quanh tất cả thiên ma tràn vực điên cùng hướng bọn hắn tụ tập mà đến. Bọn hắn muốn lấy lôi đình một kích, hủy diệt pháp hoa cùng Lam Ca, sau đó lại lấy thiên ma tràn vực lại lần nữa phân cách nguyên tố tràn vực, đem cái kia lỗ hổng lấp bên trên. Khi bọn hắn xem ra, pháp hoa cùng Lam Ca như vậy chọc giận bọn hắn, chỉ là tự rước lấy nhục cho dù bọn hắn vận dụng thủ đoạn đã dẫn phát hủy diệt thần lôi thậm chí xé mở một đạo lỗ hổng nhưng bọn hắn dù sao vẫn là quá nhỏ bé ở nguyệt thần trước mặt đây hết thảy đều chẳng qua là lãng phí thời gian tự chịu diệt vong mà thôi không hề nghi ngờ cái này hai người trẻ tuổi là kinh tài tuyệt diễm càng là cả gan làm loạn thiên ma đang lúc này đã quyết định muốn đem hai người bọn họ triệt để hủy diệt rồi bởi vì này hai người trẻ tuổi đã lại để cho hắn cảm nhận được nguy hiểm là chính là nguy hiểm tiếp tục để cho bọn họ như vậy trưởng thành đi xuống thậm chí tương lai có trở thành ma tộc trong lòng họa lớn khả năng a à. pháp hoa cùng lam ca là cả gan làm loạn sao có lẽ lam ca là nhưng pháp hoa cũng tuyệt đối không phải là hắn trầm ổn nội liễm am hiểu nắm trong tay đơn giản sẽ không làm không có nắm chắc sự tình mà coi như là đi làm không có nắm chắc sự tình cũng nhất định là có thành công tỷ lệ. Vì vậy, nếu mà ở trên một tràng chiến thắng thiên ma xà quan lúc trước, pháp hoa cùng lam ca nhất định sẽ không lựa chọn vận dụng hủy diệt thần lôi, thừa cơ hội này đi kết nối bên ngoài nguyên tố tràn vực. Bởi vì bọn họ đều rất rõ ràng, ở hai đại nguyệt thần trước mặt, xác suất thành công thật sự là quá thấp, còn không bằng toàn lực ứng phó tìm cơ hội đi đánh chết một gã tinh thần cấp thiên ma đến thật sự. Thế nhưng mà, hiện tại không giống với lúc trước a. À. Bọn hắn đã không phải là bác đại thiên ma mới tới lúc cảm thụ, hiện tại bọn hắn đã có lực lượng. Ma này đến tức giận, chính là kia một vòng sáng lạng, màu đỏ. Làm ca vô song tướng trước ngực, nhũ bạch sắc hạt châu lặng yên không một tiếng động xuất hiện, khi nó xuất hiện trong nháy mắt đó, chung quanh hủy diệt thần lôi đều hướng ra phía ngoài nhộn nhạo vài phần. Tiếp theo trong nháy mắt một vòng thê lương ánh sáng màu đỏ thì như vậy từ bộ ngực hắn chỗ lướt đi, cái kia ánh sáng màu đỏ lúc mới bắt đầu đợi chỉ là một chút, nhưng rất nhanh kéo dài đã thành một đạo quan nhận bộ dáng. Khi nó bay ra trăm mét về sau, quan nhận kia cũng đã trở nên vài trăm thước dài. Những nơi đi qua, không gì sánh kịp sắc bén phá hư tới nó làm cho lướt qua toàn bộ, bao gồm không khí, đều bị nhất đau lưỡng đoạn, một đau chém làm hai. Đây là xuất thế đã lâu một đau, càng là điên cuồng một đau một đau kia phản phất kéo dài qua một thế kỷ lại phản phất chỉ là một cái chớp mắt tới nó đến quá đột nhiên đột nhiên đến thiên ma đang cùng thiên ma hạo đều không có chút chuẩn bị dưới tình huống bọn hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra từ lam ca trên thân sẽ rơi ra loại này cấp độ công kích một đau hạ xuống chấp chưởng trời đất phốc hai đại nguyệt thần đồng thời bạo lui đã liền bọn hắn sau lưng thiên ma ma tướng đều bị chém xương mù phun ra ám tử sắc huyết dịch trên không trung rơi, thiên ma đang trước người, từ vai phải đến bên trái sườn bộ được kéo túng ra một đạo thật dài miệng vết thương. Đây là có thiên ma hạo giúp hắn cùng ngăn cản dưới tình huống, nếu không mà nói, hắn chỉ sợ trực tiếp sẽ bị thương nặng rồi. Mặc dù như thế, hắn hay vẫn là thốt ra, phá hư pháp tắc. Là, phá hư. Đây là thuộc về phá hư pháp tắc. Cái kia tràn ngập lực phá hoại số lượng điên cuồng hướng hắn và thiên ma hạo trong cơ thể chui vào những thứ này lực phá hoại số lượng thật sự là thật là đáng sợ, chúng nó là sắc bén cực hạn. Từ pháp tắc bản thân mà nói, phá hư là hủy diệt đời trước, không bằng hủy diệt pháp tắc như vậy bản nguyên, nhưng mà, đây chính là nguyệt thần cấp độ phá hư A. À. Vì vậy, dù là lấy bọn hắn cùng cấp bậc tu vi, ở bất ngờ không đề phòng, cũng đều là bị thương không nhẹ, tức thì bị một đao chém rụng mặt đất, rút cuộc không cách nào ngăn cản giữa không trung cái kia thành hình lôi cơn xoáy. Vào giờ phút này, không trung màu tím đen đã bị xua tán mạnh lớn nương theo lấy hai đại nguyệt thần cấp thiên ma rơi xuống đất giữa không trung lấy màu lam nhạc lôi định làm hạch tâm vòng xoáy bắt đầu bay nhanh xoay tròn lấy ở lôi định bên ngoài kim mộc thủy hỏa thổ gió quang minh hắc ám không gian chín loại nguyên tố quay chung quanh bên ngoài tạo thành một cái màu lam hạch tâm huyễn mỹ lệ vòng xoáy lam ca mấp mấy hai con ngươi yên lặng cảm thụ được thập đại nguyên tố biến hóa chấn động hắn trong nháy mắt này đối với nguyên tố lĩnh ngộ, thậm chí muốn vượt quá lúc trước cả đời sở học. Hắn thật sự cảm ngộ đến nguyên tố áo nghĩa, mà cái này đầy đủ mọi thứ, đều là tràn vực nói cho hắn biết. Hắn tuy rằng như trước nhỏ yếu, nhưng tại thời khắc này, đã triệt triệt để để đã nhận được lúc trước không cách nào thành hình, không cách nào phát huy ra bản thân toàn bộ uy lực nguyên tố tràn vực nhận thức. Thiên ma tràn vực được không ngừng xua tán, nguyên tố tràn vực cũng là càng ngày càng ổn định, thiên ma tràn vực phân cách chi lực đã bay nhanh nghiền nát, làm tất cả áp chế ở nhân loại trong lòng áp lực bay nhanh biến mất tới. Làm sao có thể, thiên ma đang lúc này cũng không có người là bị thương mà phẫn nộ, hắn chẳng qua là cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Ở thế giới loài người bên trong, làm sao có thể có nguyệt thần cấp độ cường giả? Làm sao có thể xúc phạm tới bọn hắn? Ở đi tới Lam vực sau đó, hắn lần thứ nhất cảm thấy tình huống tựa hồ đang theo tới không thể khống chế phương hướng phát triển tới. Màu đỏ quan nhận bắn ngược dựng lên, co rút lại thành một đạo màu đỏ thân ảnh, khi cái này màu đỏ thân ảnh xuất hiện ở giữa không trung về sau, đừng nói bác đại thiên ma, coi như là lam vực các vị cường giả, thậm chí là người khởi xướng lam ca, đều ngây ngẩn cả người. Lam ca trong lòng cảm giác cũng đồng dạng là không thể tưởng tượng, bởi vì, cái đó và hắn tưởng tượng cùng trong nhận thức biết cũng không đồng dạng a. À lơ lửng ở giữa không trung là một gã trắng muốt tiểu nữ hài nhi nàng có một đầu màu đỏ tóc dài còn có một cái màu đỏ váy dài nhìn qua bất quá chính là bảy tám tuổi bộ dạng trắng nõn nà trắng nõn da thịt thậm chí đều có thể nặng ra thủy đến giống như khuôn mặt nhỏ nhắn thậm chí còn mang theo vài phần hài nhi mập một đôi mắt to sáng ngời mà trong suốt thấy thế nào đều là một bộ cả người lẫn vật vô hại bộ dạng nếu mà không phải là nàng trên trán đúng là cho lam ca một ít quen thuộc cảm giác hắn thậm chí không thể tin cái này dĩ nhiên là thực tiểu nữ hài nhi một cái nguyệt thần cấp tiểu nữ hài nhi một cái bị thương thiên ma đang thiên ma hạo hai đại thiên ma tiểu nữ hài nhi cái này quả thực nữa a à. ngươi là ai thiên ma đang đương nhiên sẽ không bởi vì đối phương bề ngoài mà bị giấu kín có rất nhiều cường giả bề ngoài đều là vô cùng không thể tưởng tượng nổi ma tộc cũng đồng dạng có mà trước mắt tiểu cô nương này điểm đã cho hắn quen thuộc cảm giác nhưng lại lại căn bản chưa bao giờ thấy qua lộ ra là như vậy lạ lẫm tiểu nữ hài nhi vung bỗng nhúc nhích trong tay hai thanh hồng bảo trường đao lạnh lùng nói không nhận ra sao trước đây các ngươi như thế nào bức bách bổn tọa hiện tại trả lại cho các ngươi nàng cái này mới mở miệng có thể đã lại càng không được bởi vì cái kia căn bản cũng không phải là bất luận cái gì ngây thơ chất phát thanh âm mà là băng lãnh thanh thúy trưởng thành nữ tính chi âm quan trọng hơn là cái thanh âm này đối với bác đại thiên ma pháp hoa làm ca mà nói cũng hết sức quen thuộc hồng bảo thật là ngươi làm ca là thất thanh lúc này trên bầu trời nguyên tố tràn vực đã lại lần nữa thành hình hơn nữa đem thiên ma tràn vực áp chế hắn cũng tự nhiên từ tràn vực bên trong thoát ly đi ra quang ảnh tách ra lại lần nữa hóa thành hai người pháp hoa cũng đồng dạng là trận mắt khá hốc mồm bọn hắn đều có chút không thể tin hiện ra ở trước mặt mình dĩ nhiên cũng làm là hồng bảo nữ hoàng cái này còn có thể nhỏ đi tuổi nhỏ đi hồng bảo nữ hoàng lường bọn hắn liếc thản nhiên nói quay đầu lại lại theo hai người các ngươi đồ đần nói thiên ma đan thiên ma hạo ta nhớ không lầm các ngươi tên a à, hôm nay các ngươi một cái cũng đừng nghĩ đi nghe xong nàng thanh âm, hơn nữa pháp hoa cùng Lam Ca mà nói, thiên ma đang như thế nào nhận thức không xuất ra vị này đây. Chỉ là, hắn rung động thậm chí còn thật lớn tại pháp hoa cùng Lam Ca, bởi vì, hắn thế nhưng là tận mắt thấy hồng bảo nữ hoàng đốt thần thể, bốc cháy lên cái kia thí thần chi hỏa a à. Thí thần chi hỏa không thể nghịch, cái này dù là ở tất cả trong vũ trụ đều là như thế. Bọn hắn quyết không có thể nào nhìn lầm, càng không khả năng cảm giác sai lầm. Khi đó hồng bảo nữ hoàng Chính là đem bản thân thần thể triệt để đốt lên Mới có thể mang theo pháp hoa cùng Lam Ca lao ra lớp lớp vòng vây Làm có được thiên ma tràn vực bọn hắn cũng không dám ngăn trở A à. Nhưng này vị rõ ràng lại như vậy rõ ràng xuất hiện ở nơi đây Hơn nữa tu vi không chút nào giảm xuống Chỉ là trong cảm giác cùng trước kia tự hồ là có chút bất đồng Chẳng lẽ nói Vô thức, thiên ma đang ánh mắt vừa nhìn về phía pháp hoa cùng Lam Ca phương hướng bây giờ có thể đủ giải thích đây hết thảy thì chỉ có một rồi vô sông châu vô sông châu lại có thể lại để cho một gã đốt lên thí thần chi hỏa nguyệt thần lần nữa có được tân sinh hơn nữa tu vi chưa từng giảm xuống tham lam cơ hồ là trong nháy mắt xuất hiện ở thiên ma đang trong ánh mắt nếu thật là như vậy cái kia vô sông châu đối với bọn hắn mà nói ý nghĩa thì thật sự là quá lớn càng là có được lấy kéo dài sinh mệnh lại càng là sợ chết đây là một cái lịch sử nghiệm chứng qua vô số lần chuẩn tắc thì như thời đại băng hà những cái kia đại thiên thần cấp đại yêu cùng thiên tinh vì quý trọng tính mạng của mình không chịu lấy bản thân trái tim đến luyện chế bảy thần châu giống như thiên ma cũng đồng dạng sợ chết lo lắng thọ nguyên vấn đề vô sông châu nếu như có thể trình độ nhất định giải quyết vấn đề này dù là chỉ là kéo dài sinh mệnh vậy đối với bọn hắn mà nói đều đã không phải là bình thường thiên tài địa bảo có khả năng bằng được rồi bằng ngươi một cái, liền muốn chiến ta hai người. Nguyên tố tràn vực bọn hắn căn bản không có lực lượng đến hoạt động động, nhiều lắm là chính là áp chế chúng ta thiên ma tràn vực không cách nào nữa phân cách chiến trường mà thôi. Ngươi mặc dù là nguyệt thần, nhưng không phải là nguyên tố thuộc tính, căn bản điều động không được tràn vực thật sự uy lực. Thiên ma tràn vực đủ để bảo vệ chúng ta. Ở chiến lực phương diện, các ngươi như trước chưa đủ đối với chúng ta hình thành uy hiếp thiên ma đang nhàn nhạt nói ra. Trước ngực hắn miệng vết thương, cho tới giờ khắc này mới bắt đầu chậm rãi thu nạp. Hồng bảo nữ hoàng vẫn luôn đang nhìn hắn và thiên ma hạo trạng thái, thiên ma hạo miệng vết thương còn không có thu liễm, hiển nhiên, đây là tu vi thượng sai khoảng cách. Mà thiên ma đang có thể ở thừa nhận nàng một kích sau đó, như vậy trong thời gian ngắn liền đem trong đó phá hư pháp tắt bước ra, đã đủ để chứng minh hắn từ thân cường đại rồi. Luận tu vi, hôm nay mà đang rất có thể còn cao hơn mình. Đây là Lam Vực cá nhân thực lực tầm quan trọng không có lớn như vậy không có tràn vực phân cách chỉ cần không tiếc đại giới như trước có thể đem bọn ngươi tất cả đều ở tại chỗ này không còn một mống hồng bảo nữ hoàng hơi mỉa mai nói ra thiên ma đang sắc mặt biến hóa hắn nhất định phải thừa nhận hồng bảo nữ hoàng nói không sai hắn lo lắng nhất không phải là hồng bảo nữ hoàng tu vi mà là kiến thức chắc chắn ở cả nhân loại trong thế giới chỉ sợ đều không có ai sẽ điều động nguyên tố tràn vực thật sự uy lực nhưng mà, thân là Nguyệt Thần, có hơn một nghìn năm kinh nghiệm hồng bảo nữ hoàng hiển nhiên biết rõ sẽ thêm nhiều. Không cách nào phân cách chiến trường, đem nguyên tố tràn vực phân cách bên ngoài, phiền toái nhất vấn đề chính là, một khi nhân loại không tiếc toàn bộ, điều động nguyên tố tràn vực cùng bọn họ đồng quy vu tận mà nói. Xác thực, thiên ma tràn vực bảo hộ không được bọn hắn. Ở chỗ này tất cả tồn tại đều phải chết. Đương nhiên, cũng rất có thể sẽ lôi kéo tất cả lôi thành với tư cách chôn cùng. Thiên Ma đang cười nhạt một tiếng. Ở ta ma vực, chúng ta chẳng qua là tiểu tốt mà thôi. Không quan trọng. Nhưng nếu mà ta không nói sai, ở chỗ này cũng là cả nhân loại Lam Vực Tinh Anh đều nguyện ý cho chúng ta chung cùng sao. Có Hồng Bảo Nữ Hoàng ở, muốn lại gạt người loại hiển nhiên đã không thể nào. Lam Ca cùng Pháp Hoa từ trên trời giáng xuống, một trái một về sau, ở Hồng Bảo Nữ Hoàng bên cạnh, cách rất gần, cảm giác thì càng gia tăng cổ quái lúc này hồng bảo nữ hoàng thân cao mới chỉ là đến bọn hắn bên hông tuy rằng tướng mạo là nhất mạch tương truyền cha truyền con nối nhưng có chút manh manh nữ hoàng bệ hạ quả thực là để cho bọn hắn có loại muốn đưa tay sờ sờ đầu cảm giác lớn lên thật là quá đáng yêu a à. có thể còn sống ai nguyện ý chết đây thiên ma các hạ nếu mà các ngươi muốn rời khỏi chúng ta sẽ không ngăn trở làm ca mỉm cười nói bọn hắn có can đảm dùng hủy diệt thần lôi đi kết nối nguyên tố tràn vực lớn nhất bằng vào chính là mắng bọn hắn là đồ đần cái thanh âm kia a sự thật chứng minh bọn hắn thành công bị đồng rốt cuộc biến thành chủ động có một vị nguyệt thần cấp độ hồng bảo nữ hoàn tọa trấn bọn hắn rốt cuộc không phải là hoàn toàn không có chống lại năng lực tình huống thiên ma đang lạnh nhạt nói hiện tại chúng ta vẫn không thể đi ta nghe nói nhân loại các ngươi trong thế giới có một câu nói như vậy gọi là lời hứa đáng giá nghìn vàng lúc trước đổ ước chúng ta vẫn chưa hoàn thành nếu mà các ngươi thua các ngươi là muốn cùng ta quay về ma vực nếu mà các ngươi thắng chúng ta tự nhiên sẽ rời đi Làm ca hạt hạt cười cười thiên ma đại nhân giỏi tính toán a à? ta nhớ không lầm mà nói lúc trước chúng ta ở đưa ra đổ ước thời điểm các ngươi cũng không nói chúng ta thắng sẽ như thế nào a à? chỉ là trực tiếp đã bắt đầu nhưng bây giờ nói kết quả sao chỉ là cái này đổ ước tựa hồ cũng không làm sao công bằng các ngươi thắng có thể mang bọn ta đi mang đi vô sông châu thần khí các ngươi thua lại vỗ vỗ bờ mông rời đi cái này tựa hồ không tốt lắm đâu nếu là đánh cuộc cũng nên công bằng một ít lúc trước bọn hắn căn bản không có nói điều kiện khả năng chỉ là vì nhiều một ít thời gian tìm cơ hội vì vậy không có vạch trần thiên ma đang bọn hắn cũng tin tưởng cho dù bọn hắn có thể chiến thắng tất cả tinh thần cấp thiên ma Thiên Ma đang cũng nhất định sẽ ở thời khắc cuối cùng đổi ý. Nhưng này nhất thời, kia nhất thời. Hiện tại bọn hắn đã nắm giữ chủ động, chỉ ít có cá chết lưới rách cơ hội. Như vậy, cái này đổ ước dĩ nhiên là không giống với lúc trước. Thiên Ma đang lạnh nhạt nói, vậy các ngươi nghĩ muốn cái gì? Cái này vừa hỏi, lại đem Pháp Hoa cùng Lam Ca hỏi khó rồi. Muốn cái gì? Ma tộc có cái gì bọn hắn căn bản cũng không biết a. À? Này làm sao muốn Pháp Hoa nhìn Lam Ca liếc, mở miệng nói, nếu mà chúng ta thắng, trong vòng trăm năm, ma tộc không có khả năng tái nhập nhân loại chúng ta tam vực nửa bước. Ngươi có thể đại biểu ma vực sao? Thật lớn khẩu vị. Trăm năm. Không thể nào thiên ma đang không chút do dự nói ra. Lam Ca nhìn hắn kiên quyết, đột nhiên cười cười, nói, cái kia, 99 năm. Nhìn trên mặt hắn cần ăn đòn dáng tươi cười, thiên ma đang suýt nữa khống chế không nổi tâm tình mình cái nhân loại này tiểu thiếp. Tối đa, 10 năm, thiên ma đang quả quyết nói ra. Lam ca khinh thường nói, trăm năm ngươi không làm chủ được, 10 năm ngươi là có thể làm chủ rồi hả? Thiên ma hạo hừ lạnh một tiếng, nói, thân là nguyệt thần cấp thiên ma, điểm này quyền lực chúng ta vẫn có. Thành giao, lúc trước vẫn vẽ mặt con buông cò kè mặt cả Lam ca đột nhiên không chút do dự đáp ứng. Đáp ứng tốc độ cực nhanh, làm thiên ma đang cùng thiên ma hạo đều có loại trở tay không kịp cảm giác. Mà chuyện này, ở nhân loại trong lịch sử, cũng được gọi là 10 năm ước hẹn. Ma vực tuyệt đối thật không ngờ là, chính là chỗ này 10 năm thời gian, cho thế giới loài người quá lớn không gian, thế cho nên về sau bọn hắn vô cùng hối hận không vậy nhưng cũng là hối hận thì đã muộn. Lam ca có chút đắc ý nhìn về phía pháp hoa, tại trong lòng nói, ta lợi hại hay không? Có 10 năm này thời gian, chúng ta thì có đầy đủ tu luyện khả năng. Bằng vào vô song châu, chính là 30 năm. Ta cũng không tin, 30 năm chúng ta vẫn thành tựu không được nguyệt thần. Thậm chí đại thiên thần cũng không phải là không có khả năng A, à, hạt hạt. Pháp hoa nhàn nhạt tại trong lòng nói, xem bọn hắn bộ dạng, nói 20 năm có lẽ cũng sẽ đồng ý, ngu ngốc. Ngươi không thể khoa trương khoa trương ta, làm ca tức giận nói. Sẽ không. Đổ ước cần chứng kiến lấy thần huyết làm chứng các ngươi tám cái đồng thời hồng bảo nữ hoàng mảy may không khước tự nói ra hai mắt hiếp lại thiên ma đang lạnh lùng nhìn nàng đột nhiên vị này bác đại thiên ma đứng đầu nở nụ cười các ngươi thì như vậy có nắm chắc sáu gã tinh thần cấp thiên ma đã có bốn gã thua ở pháp hoa cùng làm ca trên tay chỉ còn lại sau cùng hai người nhưng thiên ma đang hỏi lên như vậy lại hiện ra hắn đối với sau cùng cái này hai gã thiên ma đầy đủ tin tưởng có hồng bảo nữ hoàng nhìn cũng chưa từng nhìn pháp hoa cùng lam ca liếc thì không chút do dự nói ra tốt vậy thì đính lập đổ ước a à. khi pháp hoa lam ca cùng bác đại thiên ma riêng phận mình nhỏ máu làm dẫn phát ra lời thề thời điểm trận này đổ ước mới xem như thật sự ý nghĩa tồn tại pháp hoa cùng lam ca là nhân loại hoàn hảo một chút bác đại thiên ma đều là thần giai cường giả đến nơi này cấp độ tối tâm bên trong sẽ cùng ở giữa thiên địa sinh ra nhất định đồng cảm, lời thề uy lực thì cực kỳ khủng bố. Thực sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến bọn hắn bản thân. Song phương tách ra đến hai bên, trên bầu trời nguyên tố tràn vực như trước tồn tại, mà thiên ma tràn vực tất bị áp súc ở bát đại thiên ma sau lưng, nhìn qua một mảnh chỉ có mấy một trăm mét vuông không gian ở trong. Nhưng hôm nay ma tràn vực nhìn như cũ thập phần ngưng thực. Các vị lam vực cường giả cùng pháp hoa, lam ca, Hồng bảo nữ hoàng tụ tập ở một bên kia Vào giờ phút này Những thứ này đại biểu cho Lam vực đám người cao tầng Nhìn Pháp Hoa cùng Lam Ca ánh mắt cũng đã thay đổi Nhất là đối với Lam Ca Bọn hắn thậm chí có vài phần cùng nhiệt hương vị Những thứ này Lam vực cửu giai cường giả Đều là Lam tường mời đến Truyền thụ bản thân ở tấn chức thập giai lúc cảm ngộ Không cực hạn tại lôi thành Cũng có mặt khác chính đại nguyên tố chủ thành cường giả A Thành chủ đều đã đến năm vị không có gì so với sự thật càng có sức thuyết phục rồi. Nếu như nói lúc trước Lam Tường chuẩn bị đem Lôi Thành đứng đầu vị trí truyền cho Nhi Tử, rất có thể còn có thể đụng phải chỉ trích, thậm chí Lôi Thành thi đấu đều chưa chắc như vậy có sức thuyết phục, dù sau đây là Lam Tường địa bàn. Như vậy, hiện tại đây hết thảy thì cũng không lại là hỏi đề rồi. Lực lượng khắc tứ đại thiên ma, chiến thắng tứ đại tinh thần cấp cường giả, mà bản thân vẫn chỉ là cửu giai. Cái này đã đã chứng minh quá nhiều vấn đề. Không hề nghi ngờ, đây chỉ có hơn 20 tuổi người trẻ tuổi nhất định sẽ so với hắn phụ thân, đương thời tự do quốc gia quân vương càng thêm ưu tú, tương lai là nhất định có thể trở thành tinh thần thậm chí tầng cao hơn lần tồn tại a. À. Lam vực mặc dù là tự do quốc gia, nhưng ngoại trừ ở cạnh tranh quốc vương vận may không khí sẽ khẩn trương một ít lấy bên ngoài, đại đa số thời điểm đều là thập phần đoàn kết. Đây cũng là nhân loại bản thân nhỏ yếu làm cho mang đến ít có chỗ tốt nhân loại chỉnh thể đã như thế một chút nào yếu ớt bên trong đâu có vẫn chịu nổi tiêu hao mỗi người đều hiểu được đạo lý này vì vậy cũng tự nhiên mà vậy sẽ đoàn kết lại ở lam vực như thế ở pháp vực thậm chí là thánh vực cũng đều là như thế lôi thành đứng đầu không phải ngươi không ai có thể hơn ngũ lôi quân đoàn đại đô đốc lôi minh dương đi tới hay dùng lực lượng vỗ vỗ lam ca bả vai hắn lúc này là cao hứng nhất bởi vì hiện tại lam ca hay là hắn dám quân đây này hắn mặc dù đối với lam ca cùng pháp hoa phán đoán đã rất cao thực sự không nghĩ tới cái này hai người trẻ tuổi tu vi có thể đạt tới trình độ như vậy không nói trước những thứ này kế tiếp hai trận rất có thể các ngươi gặp mặt đối với càng mạnh hơn nữa thiên ma các ngươi muốn chuẩn bị sẵn sàng có nắm chắc không trước tiên nghỉ ngơi cả một chút lam tường đã cắt đứt lôi minh dương bây giờ còn không phải là cao hứng thời điểm lúc nào hoàn thành đổ ước đưa đi những thứ này ôn thần một loại thiên ma mới xem như mọi sự đại cát. Pháp Hoa cùng Lam Ca ánh mắt tuy nhiên cũng nhìn về phía Hồng Bảo Nữ Hoàng. Hồng Bảo Nữ Hoàng tức giận nói, các ngươi xem ta làm gì vậy, nàng bản thân mới là bảy, tám tuổi bộ dạng, nói chuyện cũng là người trưởng thành hương vị, nhưng lại có loại đặc thù nảy sinh cảm giác. Lam Ca nói, người ban nảy đáp ứng như vậy thống khoái, nhất định có cái gì có thể chỉ điểm chúng ta tất thắng Pháp Bảo A, nói mau A, thời gian không nhiều lắm không có hồng bảo nữ hoàng thản nhiên nói không có làm ca lập tức mở to hai mắt nhìn vậy ngươi ban nảy một lời đáp ứng hồng bảo nữ hoàng khinh thường liếc mắt nhìn hắn cũng không thể yếu đi khí thế ngươi ngươi thắng làm ca không biết nên nói cái gì cho phải đánh cũng đánh không lại người ta a à. vậy chúng ta là nhân loại đổ ước nếu như vi phạm có phải hay không không có chuyện gì vậy làm ca chưa từ bỏ ý định hỏi hồng bảo nữ hoàng nhẹ gật đầu không có chuyện gì nhỏ đơn giản cũng chính là vĩnh viễn không vào được thần giai mà thôi các ngươi nhìn làm a à? Làm ca lập tức chán nản ngươi nói như thế nào giống như cùng không liên quan ngươi công việc hồng bảo nữ hoàng nhếch miệng vốn là không liên quan ta công việc các ngươi không thành được thần với ta mà nói mới là công việc tốt có thể làm cho ta ít hao tâm tổn trí nhiều hơn pháp hoa lông mày câu lại ngươi đã trải qua cái gì hồng bảo nữ hoàng nói bây giờ không phải là nói những thứ này. Các ngươi trước hết nghĩ biện pháp đối phó đằng sau đối thủ A, còn lại cái kia hai cái, có một cái một loại, các ngươi mới có thể đối phó. Còn có một, khó mà nói. Vừa nói, tay nàng rung lên, đem hai thanh hồng bảo trường đao ném cho Lam Ca. Bởi như vậy, hắn và Pháp Hoa chính là một người hai thanh trường đao rồi. Có thể giúp đỡ các ngươi, thì nhiều như vậy. Còn thừa, xem chính các ngươi. Đi đi, vừa nói, nàng hướng oanh con ruồi giống như phất phất tay chính mình thì là thẳng đi về hướng một bên tay phải trên mặt đất chỉ một cái lập tức đất đá ngưng tụ ra một cái ghế thì như vậy ngồi xuống pháp hoa cùng lam ca liếc nhau lam tường kéo lại muốn nói chuyện tương vân mang theo các vị lam vực cường giả lui sang một bên hồng bảo nữ hoàng bên cạnh lam tường rất rõ ràng ở thời điểm này không có khả năng ảnh hưởng nhi tự chiến ý bởi vì cái gọi là liền một mạch lại mà suy ba mà kiệt thắng liên tiếp bốn tràng pháp hoa cùng lam ca đang đứng ở khí thế đỉnh phong trạng thái kế tiếp cái này hai trận thì thực chỉ có thể nhìn chính bọn hắn rồi cái này đối với bọn hắn mà nói không chỉ là một tràng đổ ước thậm chí có thể nói là một lần lột xác thắng thì có thể gia tốc trở thành thần giai đi về hướng tầng cao hơn lần thua như vậy rất có thể sẽ đánh về nguyên hình rồi ngươi khẩn trương sao ta làm sao cảm thấy cái này đổ ước trở nên chính thức về sau, ta ngược lại có chút khẩn trương rồi hả, làm ca tại trong lòng hướng Pháp Hoa nói ra. Pháp Hoa thản nhiên nói, đó là bởi vì, ít đi cái kia phần thấy chết không sờn, bởi vì đã có đường lui, tự ít đi phấn đấu tinh thần. Lam ca gật gật đầu, ngươi nói có đạo lý. Như vậy, chúng ta kế tiếp cái này hai trận, đều muốn trở thành trong đời sau cùng một trận chiến. Pháp Hoa nói, cùng tự ngươi nói là được rồi ta không có khẩn trương. Ngươi không phải khó chịu ta, đúng không? Ân. Pháp Hoa, ngươi. Im ngay, không cho phép ở trước mặt ta nói chữ thô tục, hồng bảo nữ hoàng lạnh lùng thanh âm đồng thời ở trong lòng hai người vang lên. Lam ca tức giận thiếu chút nữa một bún máu nhổ ra, một cái pháp hoa là được rồi, cái này còn lại cái bên thứ ba chen chân. Lúc này, bác đại thiên ma bên kia tự hồ cũng đã nói dứt lời rồi, một người trung niên bộ dáng thiên ma đi ra ở bác đại thiên ma bên trong hắn có thể nói là bề ngoài không xuất chúng nhất nhìn qua giống như là một cái bình thường nhân loại đem hắn nếu mà thả trong đám người chỉ cần không chú ý đến cái kia màu tím sậm đôi mắt thậm chí không cách nào từ trong đám người phân biệt ra đến pháp hoa vương tây chủ động cầm chặt lam ca tay lại để cho hai người năng lượng lẫn nhau kết nối lam ca lúc này mới hậm hực tại trong lòng hừ một tiếng thiên ma hạo vũ 24 thiên ma trong đó thứ 20, Trung niên nhân kia nhàn nhạt nói ra. Pháp Hoa cùng Lam Ca lực chú ý lúc này đã đều tại trên người hắn, thứ hạng này ngày thứ 20 ma hạo vũ cũng chính là lúc trước Hồng Bảo nữ hoàng nói còn thừa hai gã tinh thần cấp thiên ma bên trong tương đối dễ đối phó cái kia. Lúc này nghe hắn giới thiệu bài danh, Pháp Hoa cùng Lam Ca trong lòng bao nhiêu đều có một chút như vậy buông lỏng. Dù sao, bọn hắn liền bài danh ngày thứ 11 ma xà quan đều chiến thắng. Cái này ngày thứ 20 ma hạo vũ tu vi vẫn còn thiên ma khải minh phía dưới, có lẽ vẫn tương đối dễ dàng đối phó. Bọn hắn cần dùng càng nhiều tinh lực để đối phó sau cùng tên kia thiên ma, cũng là lục đại tinh thần thiên ma bên trong mạnh nhất vị nào. Nhớ đăng ký kênh F5 truyện để giúp mình có thêm động lực nha. Nhưng mà, không biết vì cái gì, làm pháp hoa cùng Lam ca nghe được thiên ma hạo vũ lúc nói chuyện, trong lòng đều có chút cảm giác kỳ quái. Nặng trịch trong lúc vô hình có loại áp lực xuất hiện, áp lực không phải từ bên ngoài đến mà là tới từ ở trong lòng mình. Thỉnh pháp hoa trầm giọng nói ra. Thiên Ma Hạo Vũ tự hồ không quá nguyện ý nói chuyện, cũng không có gì biểu thị, nhưng sau lưng của hắn cũng đã nổi lên bản thân ma tướng. Lúc trước gặp qua rất nhiều thiên ma bên trong, vị này ma tướng cũng là nhìn qua bình thường nhất một cái. Đó là một cái nhân hình bộ dáng tồn tại, đã liền dáng người cũng cùng nhân loại không xê xích bao nhiêu tưởng tượng vô căn cứ tại thiên ma hạo vũ phía sau nghiêng phía trên. Làm nó xuất hiện thời điểm, không khí chung quanh đều trở nên tối tăm mờ mịt, mà cái này ma tướng tướng mạo thậm chí cùng thiên ma hạo vũ có điểm giống, bất đồng chính là, nó hai bên khóe mắt, hai bên khóe miệng đều là rũ xuống, đã liền con mắt tự hồ cũng có chút muốn theo trong hốc mắt lăn xuống đến tự như. Một chút nghiêng thân hình, một bộ sinh không thể lưu luyến, hấp hối bộ dạng. Ai thiên ma hạo vũ thở dài một tiếng, sau lưng ma tướng cũng trở nên hư ảo thêm vài phần. Nhưng khi hắn cái này thở dài một tiếng phát ra thời điểm, Pháp Hoa cùng Lam Ca tuy nhiên cũng rõ ràng cảm giác được lúc trước trong lòng kia cổ áp lực bỗng nhiên tăng cường nhiều, một loại lười biến cảm giác truyền đến, cũng không phải thoải mái dễ chịu lười biến, mà là tràn đầy bi thương mùi vị cảm thụ. Bi thương, suy bại. Tự hồ sự tình gì cũng không như vậy hài lòng. Nguyên rủa Lam Ca trong mắt chợt lóe sáng, một đạo lôi đình cũng đã ra hiện tại hắn cùng pháp hoa trước người, lôi đình nổ tung, hóa thành chính khí nở rộ, trừ tà. Nhưng mà, khiến hắn và pháp hoa kinh ngạc là, làm lôi đình phóng thích sau đó, cũng không có hiệu quả gì. Lam ca chỉ cảm thấy cổ họng phát khô, không khỏi ho khan một tiếng. Pháp hoa thì là có chút mê muội, cái trán phát nhiệt. Đây là... ngã bệnh. Muốn biết rõ, dùng tu vi của bọn hắn từ nhỏ đến lớn hầu như cũng chưa từng xảy ra bệnh thậm chí cũng không biết sinh bệnh là cái gì nhưng giờ này khắc này lại rõ ràng có sinh bệnh cảm giác điều này hiển nhiên là không bình thường tình huống lam ca động sau lưng màu xanh quan diễm dân lên mà ra toàn bộ người tự như một đạo lưu quan hướng thiên ma hạo vũ phương hướng phóng đi mà pháp hoa thần ban cho pháp điển mở ra tờ thứ nhất thần ban cho thánh tượng xuất hiện mãnh liệt thần thánh năng lượng ba động bộc phát ra trên thân hai người đều tản mát ra một tầng kim bạc sắc vần sáng suy yếu cảm giác làm sâu sắc giảm bớt vài phần có thể cho dù là tại thánh quang tắm rửa xuống cũng như trước ngoan cường tồn tại đây rõ ràng là một loại đặc thù pháp tắc tồn tại pháp hoa cùng lam ca cũng không biết đây là cái gì loại pháp tắc thế nhưng mãnh liệt suy bại cảm giác nhưng lại làm cho bọn họ đều có loại dự cảm bất tường thiên ma hạo vũ suy ma tộc ma tướng suy thần suy vong pháp tắc Suy vong pháp tắc đáng sợ nhất địa phương chính là sở hữu tinh lọc loại năng lực đối với nó không có hiệu quả. Nhưng thân là suy ma tộc, thiên ma hạo vũ bản thân sức chiến đấu nhưng thật ra là có hạn đấy. Nguyên nhân rất đơn giản, hắn tại trong ma tộc thuộc về phụ trợ loại đấy. Toàn bộ suy ma tộc đều là như thế, là một chi phi thường đặc thù chủng tộc. Tại suy ma tộc bên trong có thể tu luyện tới thần giai ít càng thêm ít, toàn bộ suy ma tộc nhân số cũng liền tại 2.000 người trái phải, còn bao gồm lão ấu phụ nữ và trẻ em. Thiên ma hạo vũ là cực kỳ hiếm thấy có thể tu luyện tới cái này cấp độ tồn tại. Sở dĩ phía trước không để cho hắn xuất chiến, cũng là bởi vì hắn tự thân sức chiến đấu cũng không mạnh mẽ, chiến đấu bản thân cũng không phải là hắn am hiểu đấy. Tại ma vực bên trong, có một cái quy tắc, phạm là đến nhất định tuổi tác, sức chiến đấu lại không đến tới trình độ nhất định ma tộc, đều bị sớm giết chết, dùng tiết kiệm tài nguyên, khiến thiên ma trận vực càng nhiều nữa điều phối cho người có năng lực. Đây là một cái tàn khốc quy tắc, nhưng cũng là không sống ngu chết quy tắc. Mà làm chấp hành quy tắc này, suy ma tộc liền là một cái trong số đó. Tại suy vong pháp tắc phía dưới, chỉ cần có đầy đủ thời gian, có thể đem sinh mạng thể phân giải, một lần nữa hóa thành thuần túy năng lượng phân giải tại trong không khí. Suy ma tộc cũng chính là vì vậy mà xuất hiện. Đến tinh thần cái này cấp độ, suy vong pháp tắc lĩnh ngộ tự nhiên cũng đạt tới một cái hoàn toàn mới cảnh giới tám đại thiên ma có thể làm ma vực đại biểu bản thân chính là một cái phi thường cường đại mà ổn định đoàn đội bọn họ quân địch giả là yêu vực cường giả mà không phải nhân loại vì vậy ở trong đó có am hiểu tốc độ có am hiểu tinh thần lực còn có năng lực toàn diện thiên ma tộc hai đại nguyệt thần đương nhiên cũng có thiên ma tuyệt uyên thiên ma hạo vũ như thế am hiểu viễn trình chiến đấu cùng phụ trợ đấy Pháp Hoa cùng Lam Ca sở dĩ cảm giác được không ổn, chính là bởi vì bọn hắn đã minh bạch thiên ma hạo vũ bị phái ra mục đích. Cũng không phải là vì chiến thắng bọn họ, mà là tại một trận chiến này bên trong, tận khả năng tiêu hao bọn họ, để cho bọn họ bị kia quỷ dị năng lực giảm xuống thực lực. Mà cuối cùng một trận, bọn họ sắp sửa đối mặt, thế nhưng là lục đại tinh thần cấp thiên ma bên trong mạnh nhất một vị. Vị kia từ vừa mới bắt đầu đi tới nơi này sau đó, vẫn mấp máy hai mắt tồn tại. Theo đứng ở nơi đó vị trí đến xem, hắn tự hồ địa vị cũng không kém hơn hai vị nguyệt thần bao nhiêu. Đối thủ như vậy, có thể thắng sao? Bọn họ hoàn toàn không biết. Lam Ca tốc độ nhanh bực nào, cơ hồ là trong chốc lát liền tiếp cận Thiên Ma Hạo Vũ. Nhưng Thiên Ma Hạo Vũ sau lưng suy thần pháp lẫn nhau đột nhiên cùng bản thể hắn trùng hợp cùng một chỗ. Lam Ca chỉ cảm thấy trong đầu xuất hiện một chút mê muội, trong tay hồng bảo trường đao chém ra, liền rơi vào không trung thiên ma hạo vũ rõ ràng chính ở chỗ này có thể công kích của hắn lại chính là không thể rơi vào đối phương trên thân suy vong không chỉ là có một chết chữ đồng thời còn có suy chữ cái chữ này đại biểu cho xui xẻo cùng vận khí biến khác vì vậy thiên ma hạo vũ chính thức đáng sợ thời điểm là cùng mặt khác thiên ma cùng chung thời điểm chiến đấu trên chiến trường hắn tồn tại thời gian càng dài đối với khắp cả chiến cuộc ảnh hưởng cũng lại càng lớn đây mới là hắn cường hãng nhất địa phương lúc này hắn lấy một chọi hai, đối mặt pháp hoa cùng lam ca nghĩ muốn tồn tại nhiều thời gian hơn rất khó nhưng chỉ cần nhiều tồn tại một phần đối với hai người bọn họ tiêu hao sẽ tăng lớn một phần thương thế còn có thể nhanh chóng trị liệu nhưng mà bệnh tật lại cần có thời gian đến khôi phục ít nhất tại hạ một trận chiến chấm dứt trước không cách nào khôi phục thiên ma hạo vũ mục đích thì đến được lam ca một đau trảm không hào quang lóe lên pháp hoa đã truyền tống đến bên cạnh hắn hai tâm ý người tương thông, pháp hoa hai tay tại sau lưng của hắn vỗ. Lam ca trong tay hồng bảo trường đao hào quang bắn ra bốn phía, ngàn vạn lôi điện bao trùm, hóa thành lôi điện chi xâm, tuy nhiên không phải hủy diệt pháp tắc, nhưng cũng tại trong khoảng khắc đem không gian chung quanh toàn bộ bao phủ. Ai, thiên ma hạo vũ lần nữa thở dài một tiếng, pháp hoa cùng Lam ca đều rõ ràng cảm giác được thân thể một rơi xuống, cái này rơi xuống không là xuất hiện tại bên ngoài, mà là tại trong cơ thể của bọn họ, dường như trong cơ thể mình nội tạng tại hạ rũ xuống tại co rút lại thậm chí bụng cũng bắt đầu có chút trướng lên tức giận thân thể tràn ngập từ đó làm cho nếu không trở thành cứng nhắc, toàn bộ người đều tùy theo trở nên cứng nhắc. thiên ma đang cùng thiên ma hạo dù sao cũng là nguyệt thần cấp độ cường giả bọn họ thông qua lúc trước chiến đấu đúng là vẫn còn tìm được pháp hoa cùng lam ca nhược điểm cái nhược điểm này cũng không khó phân biệt đó chính là bọn họ thân thể pháp hoa cùng lam ca nương tựa theo vô sông châu đúng là có thể đạt tới thập giai tu vi hơn nữa bọn họ thậm chí còn tại kèm theo cùng tinh thần cấp chúng vị thiên ma chiến đấu mà bay tốc độ tăng lên tự thân trở nên càng thêm phù hợp thậm chí lợi dụng nguyên tố trận vực lực lượng nhưng có một chút bọn họ chung quy còn không phải tinh thần đúng là vẫn còn nhân thể cái này khiến thân thể của bọn hắn tình huống còn là cửu giai tu luyện giả cấp độ mà thiên ma hạo vũ sức chiến đấu tuy nhiên không mạnh có thể hắn suy vong pháp tắt lại thiết thiết thực thực chính là tinh thần cấp độ A. Dùng để khiến hai người bọn họ thân thể suy vong, sẽ phải xa so khiến tinh thần cấp độ cường giả suy vong nhanh hơn. Đối mặt lôi đình thiên ma hạo vũ mặt không biểu tình, chỉ là một bộ mặt mày ủ rũ bộ dạng. Càng nhiều nữa lôi đình theo chung quanh thân thể hắn xẹt qua. Cực kém vận khí khiến đại đa số công kích không cách nào chuẩn xác mệnh trung. Cho dù là rơi vào trên người hắn lôi đình, cũng tại trên người hắn khởi động tầng kia tối tâm mờ mịt sương mù quấy nhiễu xuống biến mất không có bất kỳ một vị thần giai cường giả là đơn giản đối với thiên ma mà nói liền càng phải như vậy coi như là hắn cá thể sức chiến đấu không mạnh nghĩ muốn đem hắn nhanh chóng đánh tan cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy tình không dám lãnh đạm pháp hoa cùng lam ca đồng thời phát khởi công kích phạm vi nguyên tố công kích giống như thủy ngân chảy một loại phát ra pháp hoa cầm trong tay hồng bảo trường đao Phân kiếm quan mở rộng, đồng dạng là toàn lực công kích. Thiên ma hạo vũ trôi lơ lửng ở giữa không trung, giống như là một đám u hồn, không ngừng lập lòe, biến hóa thân hình của mình, căn bản không hoàn thủ. Chỉ là chung quanh thân thể màu xám sương mù không ngừng kích động. Tốc độ của hắn cũng không phải rất nhanh, có thể tại suy vong pháp tắc dưới sự trợ giúp, lại chung quy có thể tránh mở chí mạng công kích, khiến pháp hoa cùng làm ca thế công càng nhiều nữa rơi vào không trung mà hắn pháp tắc lực lượng cũng tại kéo dài ảnh hưởng hai người. Phốc, hồng bảo trường đao chém rụng, trọn vẹn dùng 5 phút đồng hồ thời gian, cuối cùng là lần đầu tiên chém trúng thiên ma hạo vũ thân thể, một cái cánh tay đứt gãy, rơi xuống. Thế nhưng đứt gãy cánh tay lại hóa thành dày đặc màu xám đen sương mù hướng hai người bao phủ mà đến. Pháp hoa cùng lam ca trên thân lập tức đều hiện ra một tầng màu xám đen hoa văn, nhưng xuống một cái chớp mắt, bọn họ trường đao đã khóa kín thiên ma hạo vũ tất cả di động vị trí. Ta nhận thua thiên ma hạo vũ chung quanh thân thể màu xám đen sương mù đột nhiên nổ tung, đem hai người bắn ra, bản thân thì là lóe lên thân, phản hồi bổn trận đi. Vù vù, vù vù, vù vù, pháp hoa cùng lam ca miệng lớn, miệng lớn thở hỗn hển Phát sốt, ho khang, phần bụng bành trướng, giống như đã có bệnh trướng nước. Nội tạng rũ xuống, thân thể suy yếu. Thậm chí ngay cả da của bọn hắn mặt ngoài đều xuất hiện bởi vì bệnh tật mà mang đến đủ loại thống khổ. Thứ năm trận, rốt cuộc thắng. Hai người tay nắm lấy tay, trước tiên quay trở về vô song không gian. Thời gian của bọn hắn không nhiều. Thiên ma đang lúc trước đính lập đổ ước thời điểm, cố ý tăng thêm một cái, mỗi một cuộc chiến đấu trong lúc đó, vì công bằng, có thể cho bọn họ nghỉ ngơi 10 phút. Cho dù là tại vô song châu trong không gian, trên thực tế bọn họ cũng chỉ có 30 phút thời gian mà thôi. Hai người cùng nhau tứ trưởng, thánh lực cùng nguyên lực vận chuyển. Bọn họ trong lòng đều có loại biệt khuất cảm giác. Trên thực tế, nếu như có thể lựa chọn nói, bọn họ thà rằng đối mặt thiên ma xà quan mạnh như vậy người, cũng không muốn đối mặt thiên ma hạo vũ loại này tồn tại. Thật sự là thật là ác tâm. Khi suy vong pháp tắc đối với bọn họ ảnh hưởng cũng quá lớn. Nếu như bọn họ là tinh thần cấp độ, có lẽ chiến đấu sẽ dễ dàng hơn giải quyết nhiều có thể bọn họ dù sao còn không phải bọn họ minh bạch đối phó thiên ma hạo vũ như thế suy ma tộc biện pháp tốt nhất là giống như lôi đại đội nhanh chóng phương thức chiến đấu như vậy trong nháy mắt tập kích sau đó một lần hành động đem đối phương giải quyết không cho hắn bất luận cái gì lật bàn cơ hội không cho hắn đầy đủ thi triển pháp tắt thời gian chỉ có như thế mới có thể tận khả năng giảm xuống đối với bản thân ảnh hưởng hơn nữa cái này suy ma tộc đối mặt nếu như là bình thường quân đội đây Vậy càng thêm đáng sợ Chỉ sợ chỉ cần trong một giây lát công phu Một chi quân đội sẽ ở trước mặt hắn suy vong Hai người không trao đổi Thời điểm này bọn họ chỉ có thể hết sức đi khôi phục bản thân lực lượng Ngũ lôi quân đoàn võ đài Thiên ma đang tuyệt không gấp gáp Mang trên mặt nhàn nhạt mỉm cười Thiên ma hạo vũ đức gãy cánh tay đang chậm chạp sinh trưởng Chỉ là sắc mặt hắn hơi có tái nhật mà thôi pháp hoa cùng lam ca tại đối phó hắn thời điểm cũng không có sử dụng vô sông hỗ trợ nếu như là vô sông hỗ trợ nói rõ ràng có lẽ có thể thắng càng mau một chút nhưng bọn hắn không dùng vì cái gì thiên ma đang trong lòng minh bạch đây là vô sông đối với hai người tiêu hao cũng là không nhỏ bọn họ nghĩ muốn đem cái này mạnh nhất năng lực lưu lại cuối cùng một trận chiến bên trong đáng tiếc là bọn họ cũng không biết cuối cùng một trận chiến sắp sửa đối mặt là như thế nào tồn tại thiên ma đang vung tay lên tím hắc sắc quang mang bao phủ đem tám đại thiên ma toàn bộ bao trùm trong đó làm cho nhân loại một phương không cách nào chứng kiến bọn họ bộ dạng hắn chậm rãi đi tới kia một mực mấp mấy hai mắt thanh niên trước mặt cung kính hơi hơi không người nói vương tử điện hạ nhờ cậy thanh niên kia thân hình cao lớn tầm một mét chính trái phải tướng mạo anh tuấn trên đầu không có sừng cũng không tóc làn da trắng nõn sáng loáng ánh sáng thân hình một bên có màu tím nhạt ma văn một mực hướng kéo dài xuống đến nơi khóe mắt, hắn thủy chung đều mấp mấy hai mắt, thậm chí hai tay vẫn luôn chấp tay trước ngực tại trước ngực mình. Nếu như không phải là bởi vì hắn là kèm theo các vị thiên ma cùng nhau đến đây nói, thậm chí sẽ cho người một loại hắn là điều khắc cảm giác. Ân, thanh niên chỉ là yên lặng lên tiếng, liền không nói cái gì nữa. Thiên ma đang một lần nữa nâng người lên, trên mặt nụ cười cũng tùy theo trở nên nồng nặc lên. Bọn họ lần này đến đây, trên thực tế cũng không phải tám đại thiên ma mà là bảy đại thiên ma bởi vì tại trong bọn họ có một vị cũng không thuộc về thiên ma cái này danh sách hắn thuộc về một tầng khác một cái áp đảo thiên ma phía trên tại ma vực trong địa vị càng thêm tôn sùng cấp độ ma vương tại ma vực bên trong ma vương là thông qua truyền thừa đến kéo dài cũng không phải thông qua sinh con truyền thừa mỗi một thời đại ma vương tại tử vong trước cũng sẽ ở rất nhiều trong ma tộc lựa chọn một cái bản thân người thừa kế được gọi là ma chủng linh đồng cái này ma chủng linh đồng tại ma vương sau khi chết sẽ tự nhiên mà vậy kế thừa hắn các loại ký ức sau đó lại chuyển thế trùng tu trước mắt vị này chính là đương đại ma vương một trong tuy nhiên vẫn chỉ là tinh thần cấp nhưng mà sở hữu ma vương đều có được túc gia truyền nhận chính là tại ma vực trong hết sức quan trọng một phương đại lão Lần này trên danh nghĩa dẫn đội người là thiên ma đang cùng thiên ma hạo. Nhưng trên thực tế, bảy đại thiên ma nhiều hơn ý nghĩa cùng tác dụng là thủ bảo vệ vị này ma vương đại nhân, khiến hắn có thể ở trong quá trình này tiến hành rèn luyện, do đó nhanh hơn trở về cùng tiến hóa đến hắn nguyên bản cấp độ. Đến ma vương cái này cấp độ, liền đã không có danh tự, bọn họ tự lấy ma vương đến xưng hô. Vị này thanh niên, chính là đương đại ma vực 12 đại ma vương bên trong bắt đầu ma vương. Cuối cùng một trận chiến là do hắn đến đối mặt Pháp Hoa cùng Lam Ca, hơn nửa lúc trước suy vong pháp tắc. Pháp Hoa cùng Lam Ca cũng không biết bọn họ sắp sửa đối mặt là như thế nào cường đại tồn tại. Thiên Ma đang biểu hiện ra là bị tình thế bức bách không thể không chấp hành đổ ước, nhưng trên thực tế, đối với cái này trận đổ ước, hắn có 10 phần tin tưởng. Có bắt đầu Ma Vương tại, hắn vốn cũng không nghĩ tới có thể độc chiếm vô song châu. Loại này tầng thứ thần khí ít nhất phải ma vương cấp độ mới có đạt được tư cách. 30 phút thời gian lại nói tiếp chậm, trên thực tế thập phần ngắn ngủi. Làm Pháp Hoa cùng Lam Ca một lần nữa thông qua truyền tống trở về tới trên giáo trường thời điểm, hai người sắc mặt đều khó coi. Lam Ca sắc mặt vàng như nến, Pháp Hoa sắc mặt tái nhợt. May mắn bọn họ phần bụng cũng không lại trướng lên, chỉ là bọn họ khí tức thấy thế nào lên đều suy bại rất nhiều, hiển nhiên đã không phải là trạng thái tốt nhất đúng lúc này bắt đầu ma vương chậm rãi theo bản trong trận đi ra hắn là đi mà không phải bay lượn mỗi một bước đi ra tại nhân loại bên này nhìn chăm chú phía dưới dường như cũng có thể cảm giác được chung quanh tại có cái gì biến hóa vị này bắt đầu đại ma vương bản thân cũng không quá mức cường thế khí tức thậm chí còn sẽ cho người một loại tinh khiết cảm giác bình thản mà ôn nhuận đây là hắn cho người cảm giác pháp hoa cùng lam ca biểu tình đều rất ngưng trọng bọn họ nắm chặt hết thảy thời gian vận chuyển thánh lực cùng nguyên lực. Suy vong pháp tắc mang đến bệnh tật cũng không thể một cái trị lành, chỉ có thể là thông qua bọn họ tự thân sức miễn dịch đến từng bước khu trừ, điều này hiển nhiên là cần có thời gian, nhưng chiến trường lại sẽ không cho bọn hắn như thế thời gian. Ta là bắt đẩu, bắt đẩu ma vương thủy chung mấp máy hai mắt, cũng không mở ra, chỉ có trên đầu màu tím nhạt ma văn tản ra nhu hòa hào quang. Pháp hoa cùng lam ca liếc nhau, tùy thời chuẩn bị kỹ càng bắt đầu ma vương đồng hắn cũng không bởi vì chính mình thân phận địa vị mà có chỗ tự cao tự như hắn cũng không ngại lúc trước thiên ma hạo vũ đối với pháp hoa cùng lam ca tiêu hao đồng dạng hắn lần nữa về phía trước bước ra một bước tự hồ cùng trước cất bước cũng không có gì khác biệt nhưng chung quanh không gian giống như là bị áp suất một loại tới một bước hắn liền đã đi tới pháp hoa cùng lam ca trước mặt không có bất kỳ sức tưởng tượng hoặc là mãnh liệt năng lượng chính là một quyền hướng pháp hoa oanh kích mà ra Pháp Hoa đột nhiên có loại hoảng hốt cảm giác, đối phương một quyền này, tự hồ cũng không có gì uy lực. Có thể tại trong chốc lát, hắn lại dường như về tới qua. Đó là băng thiên tuyết địa, hắn tại nho nhỏ trong tả lót, rét được lạnh run, khuôn mặt nhỏ nhắn đã có chút ít tím xanh sắc, đã liền tiếng khóc đều đã bắt đầu trở nên yếu ớt. Đúng lúc này, nhất đạo thân ảnh từ đằng xa chậm rãi đi tới, khi đó Pháp Mây còn rất trẻ tuổi, hắn có chút kinh ngạc nhìn xem kia băng thiên tuyết địa bên trong hài tử đem hắn ông lấy dùng bản thân đại y cuốn lấy thân thể của hắn nhẹ nhàng chạm đến lấy hắn hai gò má hình ảnh lại biến đó là hắn lần thứ nhất nhìn thấy hy vọng nhà đặng lão sư lần thứ nhất nhìn thấy những cái kia đáng thương bị vứt bỏ bọn nhỏ tại đó một cái chớp mắt hắn đột nhiên cảm thấy mình là may mắn bởi vì tuy nhiên đồng dạng là bị vứt bỏ nhưng ít ra mình là nguyên vẹn không bệnh tật theo một khắc này bắt đầu hắn liền thề nhất định phải thật tốt ban trợ những hài tử này chỉ mình có khả năng cho bọn hắn tân sinh hình ảnh rốt cuộc đi tới tại đó vô danh đảo nhỏ thời điểm lần thứ nhất nhìn thấy lam ca tranh đoạt vô sông châu cuối cùng bị thánh liên dẫn người lấy tới bờ biển tìm tòi trên người bọn họ có hay không có vô sông châu tồn tại hình ảnh lại biến lại biến lần lượt biến hóa những năm này trải qua nhau nhau lập lòe tại chính mình não hải bên trong đây hết thảy tự hồ xảy ra rất lâu, là dường như chỉ là trong chốc lát biến hóa. Mà cái này sở hữu biến hóa, tuy nhiên cũng tại một cái chớp mắt phát sinh, lại tại một cái chớp mắt mất đi. Hắn thậm chí còn mơ hồ thấy được kiếp trước bản thân. Tỉnh lại, hét lớn một tiếng đột nhiên ra hiện tại hắn não hải ở chỗ sâu trong. Pháp hoa linh hồn rùng mình một cái. Cũng tùy theo tỉnh táo lại. Mà giờ này khắc này, nhất đạo thân ảnh đã che ở trước người hắn hai tay dựng lên, cứng trắng chặn một quyền kia. Làm ca cả người tự hồ cũng trở nên có chút bắt đầu vặn vẹo, bị một quyền kia oanh trúng hắn, phía sau lưng đã đụng vào pháp hoa trước ngực. Hai thân thể người liên tiếp, nguyên lực cùng thánh lực dung hợp. Thế nhưng là, tại hắn cảm giác bên trong, một quyền kia lại dường như dốc hết thiên địa lực lượng mà không cách nào ngăn cản. Oanh! Hai thân thể người đồng thời bay ngược mà ra, tại bọn họ vị trí cũ, chỉ có một màu tím nhạt quan cầu tại đó từ từ biến mất. Đồng thời phun máu, pháp hoa máu phun ra làm ca một cái cổ, hai người chỉ cảm thấy ngủ tạng như lửa đốt. Đáng sợ hơn là, trùng trùng điệp điệp huyễn tượng không ngừng trong đầu hiển hiện. Thật mạnh, làm sao có thể? Đồng dạng là tinh thần, vì cái gì một quyền này của hắn uy lực sẽ cường đại đến trình độ như vậy? Đây là tinh thần cùng lực lượng hoàng mỹ kết hợp chiến kỹ. Đem tự thân thực lực 200% phát huy. Các ngươi phải cẩn thận, cái này ma tộc rất lợi hại, xa so lúc trước những cái kia lợi hại nhiều, loại trình độ này chiến kỹ cũng không phải đơn giản có thể nắm giữ. Cái này rất có thể là có truyền thừa ma tộc, hơn nữa không chỉ là một đời truyền thừa, hồng bảo nữ hoàng thanh âm lạnh như băng tại bọn họ trong đầu vang lên. Người thay ta ngăn có cái gì hữu dụng? Chẳng lẽ ta cũng không cần chia sẻ một nửa sao? Pháp hoa không tốt khí tại trong lòng nói ra. Ngươi như thế nào đột nhiên nhiều như vậy nói nhảm, làm ca chỉ là khinh thường nói một chút. Hai người bắn người lên, mà bắt đầu ma vương đã đến bọn họ trước người phía trên. Ma vương tay phải trên không trung yếu ớt bắt, nhạc hào quang màu tím lần nữa hiển hiện mà ra, lúc trước cũng đã ra hiện tại bọn hắn não hải bên trong huyễn tượng lập tức trở nên càng thêm kịch liệt. Làm ca hai mắt lại phát sáng lên, đó là nóng bỏng hỏa hồng sắc, tối tâm bên trong, hắn yên lặng cảm thụ được trong thiên địa hết thảy hỏa nguyên tố lôi đình chung cực pháp tắc là hủy diệt như vậy hỏa diễm chung cực pháp tắc là cái gì đây đốt cháy không cũng không chỉ là đốt cháy đơn giản như vậy mà là ấm áp một cỗ ấm áp đồng thời tại pháp hoa cùng lam ca trong lòng ngực dâng lên làm pháp hoa cảm nhận được kia phần ấm áp thời điểm hắn chỉ cảm thấy lúc trước sở hữu huyễn tượng ngược lại trở nên rõ ràng thế nhưng là vô luận là pháp mây đem hắn cứu đi hay là hắn đi trợ giúp hy vọng nhà bọn nhỏ lại đến hắn và Lam Ca theo lúc ban đầu lẫn nhau mâu thuẫn đến vừa mới Lam Ca thay hắn ngăn trở bắt đầu ma vương một quyền, đầy đủ mọi thứ, mang đến đều là ấm áp, phát ra từ nội tâm ấm áp. Ấm áp tâm mới kiên cố hơn định, càng thêm dũng cảm. Sở hữu huyễn tượng, tại thời khắc này không còn là quấy nhiễu bọn họ gánh vác, ngược lại đã trở thành bọn họ trợ lực, đã trở thành bọn họ dũng khí nơi phát ra. Tại đây trong tích tắc, pháp hoa cùng lam ca đều cảm giác được bản thân giống như có lẽ đã trở nên trước đó chưa từng có cường đại thân hình biến hóa pháp hoa ngăn tại lam ca trước người lam ca hai tay đặt tại sau lưng của hắn pháp hoa đồng dạng cũng là một quyền chất phát tự nhiên oanh kích mà ra sau lưng sáng lên cũng chỉ có thần ban cho thánh tượng kia một tờ thuần túy thánh lực dâng lên mang theo chưa từng có từ trước đến nay kiên định mang theo ấm áp nội tình giờ khắc này trong lòng hắn cũng dâng lên một loại đặc thù tâm tình, kia gọi là nhiệt tình yêu. Vì người ta nguyện yêu cả thế giới. Chính là như vậy cảm giác, ở một quyền này bên trong, bao hàm như thế tình cảm. Âm. Pháp hoa cùng Lam ca thân thể về phía sau trọn vẹn trượt ra mấy chục mét, mới ổn định lại. Bắt đầu ma vương thì là nguyên địa chậm rãi rơi xuống, bình tĩnh trên khuôn mặt hơi toát ra một tia kinh ngạc. Thú vị, hắn nhàn nhạt nói hai chữ này. Phi phi phi, làm ca lúc này lại ở trong lòng nổi giận quát lấy Pháp Hoa, ngươi vì ai yêu quý? Vì ai? Phi phi phi, Pháp Hoa nói chỉ là ba chữ này. Nhưng là, chính là vừa nãy một quyền này, trong lúc vô hình đều để bọn hắn có một loại đặc thù cảm giác. Bọn hắn tự hồ đụng chạm đến một cái thế giới khác lực lượng, một loại kỳ diệu vô cùng lực lượng. Bắt đầu ma vương sử dụng, chính là tâm tình cùng năng lượng hoàn toàn dung nhập. Tâm tình là cái gì? Là tinh thần một loại biểu hiện, bản chất vẫn là phương diện tinh thần bên trên. Đối với bắt đầu ma vương cấp độ này cường giả mà nói, chính là thần thức cùng bản thân sở học dung nhập. Quyền của hắn, được xưng là lục đạo. Ẩn chứa trong đó biến hóa, thường thường có thể để cho đối thủ ở lâm vào túc thế luân hồi trong ký ức phai mờ. Nhưng hắn không nghĩ tới chính là, làm ca lại có thể dùng ra loại thứ hai nguyên tố pháp tắc, hơn nữa còn là gần như bản nguyên pháp tắc. Thiên ma đang đối với bắt đẩu ma vương tự tin tự nhiên là không có gì sánh kịp. Liền xem như chính hắn, đối mặt bắt đẩu ma vương cũng không dám nói nhất định liền có thể thắng. Loại này có túc gia truyền thừa đại ma vương đáng sợ đến cỡ nào, thân là ma tộc bọn hắn rõ ràng nhất. Nhưng là, đồng dạng, hồng bảo nữ hoàng vào lúc đó quyết định để pháp hoa cùng Lam Ca tiếp tục đổ ước, lại thế nào khả năng không có một chút chắc chắn nào đây. Nàng cùng hai người kia liên hệ đã quá mức mật thiết, vô luận như thế nào cũng sẽ không để bọn hắn xảy ra chuyện dưới loại tình huống này nàng vẫn như cũ quyết định để pháp hoa cùng lam ca đến tiến hành loại này nếm thử cái này mang ý nghĩa nàng cũng đồng dạng là có nắm chắc hồng bảo nữ hoàng nắm chắc đến từ cái gì thân là nguyệt thần cấp cường giả nàng trên thực tế tuổi thọ muốn so thiên ma đan thiên ma hạo đều lớn lên nhiều là chân chính sinh tồn hơn ngàn năm nhất tộc chi chủ càng trải qua đại tai biến quá trình cho nên nàng có thấy rõ hết thảy sức quan sát lúc trước nàng đã từng xuất lĩnh qua thôn nghỉ tộc cùng thụ hải tộc tranh đoạt qua sinh mệnh lục biển trận vực quyền khống chế chính là bởi vì lần kia tranh đoạt thua cho nên mới chỉ có thể mang theo tộc nhân tại thế giới dưới mặt đất sinh tồn coi như như thế nàng đều không có cam tâm nghĩ hết biện pháp thậm chí không tiếc hy sinh đại lượng tộc nhân đến thành toàn mình từ đó xung kích đại thiên thần cấp độ một khi để nàng thành tựu đại thiên thần nàng trước tiên làm chính là khống chế sinh mệnh lục biển trận vực, đến lúc kia, thù hải tộc cũng chỉ có thể tùy ý nàng muốn gì cứ lấy. Thiên ma đan, thiên ma hạo mặc dù là 24 thiên ma bên trong nguyệt thần cấp độ cường giả, nhưng trên thực tế, ở ma vực bên trong, địa vị của bọn hắn cũng không có quá cao. Xa xa còn tới không được am hiểu ma vực trận vực hạch tâm trình độ. Nhưng hồng bảo nữ hoàng lại không giống, nàng đối với trận vực hiểu rõ tuyệt đối là ở đây trong mọi người là khác sâu nhất. Bởi vậy, nàng vừa nãy quan sát rất rõ ràng. Nơi này là Lam Vực, là thuộc về nguyên tố thế giới. Lam Vực nguyên tố trận vực đã bị điều động, vô luận Lam Vực nhân loại có thể hay không khống chế, chỉ ít trận vực là ở phát động trạng thái. Mà liền tại vừa mới, Pháp Hoa cùng Lam Ca To Gan tiến hành nếm thử, một lần nữa liên tiếp trận vực, để thiên ma trận vực không cách nào lại tiến hành chia cắt áp chế thời điểm. Bọn hắn lấy được tốt đẹp nhất chỗ, chính là bị nguyên tố trận vực nhận thức ở vào thời điểm này pháp hoa liền trở thành lam ca phụ trợ mà lam ca chính là cái kia bị nguyên tố trận vực chân chính công nhận người xem như một mảnh địa vực năng lượng nguồn suối trận vực rất có thể nhận thức người khác nhau cũng có thể là nhiều cái nhưng ở lôi thành ở mảnh này lấy lôi nguyên tố làm hạch tâm địa phương nguyên tố trận vực công nhận lại chỉ có thể là một cái đó chính là lam ca lam ca đã trở thành nơi này lôi nguyên tố chân chính trung tâm đây chính là toàn bộ đại lục nguyên tố trận vực chi lực vừa mới quá trình kia cho dù ngắn ngủi nhưng trên thực tế ngay tại trong quá trình ấy nguyên tố trận vực vô hình đã dạy cho lam ca rất nhiều thứ tự như lúc trước hồng bảo nữ hoàng ở cùng thụ hải tộc tiến hành sinh mệnh trận vực tranh đoạt thời điểm cho dù cuối cùng nàng thua nhưng ở trình độ nhất định nàng cũng nhận được qua sinh mệnh trận vực nhận thức thụ hải tộc trưởng lão đông đảo Thông nghĩ tộc chân chính cường giả đỉnh cao cũng chỉ có nạn một cái, chính là lần kia lĩnh ngộ để nàng tìm được đi thông đại thiên thần cấp cánh cửa. Lam Ca hiện tại là tu vi gì? Bất quá cửu giai mà thôi, một cửu giai nhân loại, còn không có bước vào thần giai cũng đã bị nguyên tố trận vực chỗ nhận thức, điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa hắn vô luận là ngộ tính vẫn là tương lai đề thăng đều tăng nhanh. Càng quan trọng hơn là ở trước mắt nguyên tố trận vực còn không có tán đi lúc trước, hắn mới là nơi đầy nguyên tố trận vực trung tâm, thậm chí là trưởng khống giả. Cho nên, vô luận hắn còn muốn vận dụng loại kia nguyên tố pháp tắc, đều sẽ trở nên dễ dàng quá nhiều, quá nhiều. Bỏ lỡ hôm nay, muốn lại đạt tới loại trạng thái này rất khó, nhưng ít ra giờ này ngày này hắn là hoàn toàn có khả năng làm được. Đây chính là hồng bảo nữ hoàng dựa vào. Bằng không mà nói, lấy làm ca nguyên bản tu vi, làm sao có thể trực tiếp liền cảm ngộ đến thuộc về hỏa nguyên tố chung cực pháp tắc một trong, ấm áp. Đối với những này, Hồng Bảo Nữ Hoàng cũng không có nhắc nhở pháp hoa cùng Lam Ca, chính mình lĩnh ngộ muốn xa so với nhắc nhở trọng yếu nhiều lắm. Mà lại, Hồng Bảo Nữ Hoàng đối với vô song châu hiểu rõ thậm chí so với bọn hắn càng nhiều. Nàng rất rõ ràng, ở vô song châu tác dụng dưới, đôi này song tử tinh tính bền dẻo mạnh bao nhiêu. Chỉ cần không bị đối thủ thoáng cái miễu sát, ở nguyên tố trận vực thay đổi một cách vô tri vô giác tăng phúc phía dưới trận chiến đấu này bọn hắn liền rất có cơ hội mỉm cười thản nhiên hiện lên ở trên khuôn mặt hiếm thấy hồng bảo nữ hoàng cười tiểu cô nương ngươi tên là gì a à? ngươi cùng ta nhi tử là quan hệ như thế nào ngươi thật là xinh đẹp a à? ôn nhu thanh âm ở hồng bảo nữ hoàng vang lên bên tai hồng bảo nữ hoàng quay đầu nhìn lại nhìn thấy chính là tương vân ôn hòa cùng hiếu kỳ nụ cười Hồng bảo nữ hoàng cho dù biến thành tiểu nữ hài nhi cũng là đẹp như vậy, tương vân thậm chí là lần thứ nhất cho rằng có một nữ tính so với mình càng đẹp, cho dù vẫn là tiểu cô nương. Ta gọi hồng bảo, hồng bảo nữ hoàng có chút cứng rắn hồi đáp. Tương vân thở dài một tiếng, đáng tiếc chính là quá nhỏ. Hồng bảo nữ hoàng sửng sốt một chút, nhỏ thế nào? Tương vân cười hiếp mắt nói, nếu là ngươi lại lớn một điểm, ta nhất định tìm kiếm nghĩ cách, liền xem như lừa gạt, cũng muốn để ngươi làm con dâu của ta à hồng bảo nữ hoàng theo bản năng nắm 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 đấm mà đang ở liên thủ với pháp hoa hết sức chăm chú đối địch lam ca không biết vì cái gì đột nhiên cảm giác được lưng có chút lạnh ta là tương vân a di lam ca mụ mụ lát nữa đi nhà ta ta mời ngươi ăn cơm nha tương vân cười tủng tỉm nói tương vân a di hồng bảo nữ hoàng khóe miệng có giật thoáng cái rất muốn phát tác nhưng không biết vì cái gì nhìn xem tương vân kia tràn ngập nụ cười ấm áp, nàng nhưng là phát tác không ra. Nàng đã vượt qua hơn ngàn năm năm tháng, mà cha mẹ của nàng cùng trưởng bối, đều ở lúc trước kia một trận đại tai biến bên trong suy vong. Coi như không có suy vong, ở thôn nghĩ cái kia cá lớn nuốt cá bé thế giới bên trong, cũng chỉ có tu luyện, mạnh lên, trưởng khống những này, chưa hề đều chưa từng có loại này ông nhu tồn tại. Lúc trước Pháp Hoa cùng Lam Ca trong lòng dân lên cái chủng loại kia, vì người ta nguyện yêu toàn bộ thế giới tâm tình cũng tương tự người lây bệnh nàng giờ này khắc này nàng từ trên thân tương vân đúng là lần nữa cảm nhận được loại này ấm áp khí tức ừm hồng bảo nữ hoàng nắm chặt nắm đấm chậm rãi buông lỏng ra cho dù vẫn như cũ có chút lãnh đạm nhưng cuối cùng không có cự tuyệt tương vân cũng không biết mình ở cùng một tồn tại ra sao trao đổi cho dù hồng bảo nữ hoàng thực lực tựa hồ phi thường cường đại nhưng ở trong mắt nàng đây chính là cái tiểu cô nương khả ái A à. Chỉ là không biết là như thế nào Bị nhi tử cùng Pháp Hoa bắt cóc trở về Đại trưởng lão ở phía sau nhìn xem bọn hắn trao đổi Khóe miệng giật một cái Hắn là biết Pháp Hoa cùng Lam Ca Ở sinh mệnh lục trong biển gặp được cái gì Cũng biết hồng bảo nữ hoàng tồn tại Cho dù trước mắt vị này nhìn qua cùng lúc trước Lam Ca bọn hắn miêu tả hoàn toàn khác biệt Tuổi còn nhỏ quá nhiều Thế nhưng là Nguyệt thần cấp độ tồn tại là dễ dàng như vậy xuất hiện sao? Quanh Pháp Hoa cùng Lam Ca lần nữa bị đánh lui. Nhưng tương tự ấm áp lại quanh quẩn tại hắn nhóm trong lòng, đem tất cả luân hồi đều chuyển hóa thành trợ lực. Một quyền này va chạm phía dưới, bắt đầu ma vương thậm chí đều lui về phía sau mấy bước. Hắn lần thứ nhất nhíu mày. Hắn càng là lần thứ nhất gặp được loại này có khả năng đem chính mình lục đạo quyền thần thức ảnh hưởng ngược lại chuyển hóa thành bản thân lực lượng tình huống. Lục đạo quyền, đây coi như là bị phá a à. chậm rãi thở sâu bắt đầu ma vương tay phải nâng lên hư không thành trưởng phản phất dưới lòng bàn tay án lấy một cái viên cầu tay trái cũng theo đó nâng lên tại thân thể khác một bên hơi dựa vào ở dưới vị trí cả người thân thể có chút trầm xuống chỉ là như thế một cái động tác đơn giản lại làm cho hắn phản phất cùng hết thảy chung quanh đều hoàn mỹ dung hợp ở cùng nhau trong chốc lát pháp hoa cùng lam ca rõ ràng có khả năng nhìn thấy thân thể của hắn tồn tại lại tự hồ như đã không cảm giác được hắn chân chính tồn tại ở thế giới này. Thiên nhân hợp nhất, hồng bảo nữ hoàng nhắc nhở kịp thời xuất hiện trong lòng bọn họ. Mà xuống một cái chớp mắt, ở kia bắt đầu ma vương phía sau, điểm điểm tinh quang bắt đầu sáng lên. Đúng vậy, chính là lên đỉnh đầu là nguyên tố trận vực tình huống dưới, vẫn như cũ có tinh quang lấp lánh. Hết thảy tám khỏa, trong đó bảy viên tinh tạo thành cái muỗng hình, vẫn còn một viên đặc biệt sáng rực tinh lơ lửng ở bắc đẩu ma vương trên đỉnh đầu. Đây là ma tướng, thuộc về bắt đẩu ma vương ma tướng. Hoặc là đã không thể đơn giản xưng là ma tướng, hẳn là ma vương tướng mới đúng. Cả người hắn thân thể tự hồ cũng trở nên trong suốt, ánh sáng nhu hòa hướng ra phía ngoài khuếch tán, tím mịt mờ, mà thân thể của hắn lại trở nên trắng noãn như ngọc, liền ngay cả đầu đều là như thế. Trầm thấp vù vù âm thanh từ trên người hắn vang lên, bắt đẩu, giao thiên nhiên. Quanh cực kỳ kinh khủng khí thế trong nháy mắt từ trên người hắn bắn ra, vào thời khắc ấy, cả người hắn tựa hồ cũng bành trướng mấy phần giống như. kia cường thịnh bạch quan mang theo tử sắc quan choán dân lên mà ra, sau lưng hắn tám khỏa tinh quan đồng thời quan mang nở rộ, hội tụ thành một cổ, hóa thành to lớn cột sáng từ trên trời giáng xuống, thẳng đến pháp hoa cùng lam ca mà đi. Nguyệt thân Pháp hoa cùng lam ca chỉ tới kịp ở trong lòng nghe được hai chữ này, cảm giác của bọn hắn liền đã hoàn toàn bị kia kinh khủng cột sáng che giấu. Nguyệt thần, đây là nguyệt thần cấp độ công kích. Đã vượt qua tinh thần cấp tồn tại. Lấy tinh thần thi triển nguyệt thần tu vi. Đây là cỡ nào thực lực. Mà lúc này giờ phút này, Pháp Hoa cùng Lam Ca đối mặt là không thể ngăn cản cường đại A. À? Làm kia tám khỏa tinh quang lóe sáng thời điểm, trong đầu của bọn họ đồng thời sinh ra rất nhiều suy nghĩ, trở về vô song không gian. Kính tượng đảo ngược thế nhưng là từ nơi sâu xa trong lòng bọn họ lại tựa hồ như đều có cái thanh âm ở nói cho bọn hắn đây đều là không có ích lợi gì ở cái này kinh khủng to lớn cột sáng trước mặt tựa hồ hết thảy đều biến thành hư ảo đối mặt với từ trên trời giáng xuống tránh cũng không thể tránh cột sáng pháp hoa cùng lam ca đứng sóng vai ở trong nháy mắt này trong mắt bọn họ cũng không có tâm tình chỉ có một mảnh không minh bắt đầu ma vương cho dù vẫn luôn nhắm mắt lại nhưng hôm nay ở chỗ này phát sinh tất cả mọi thứ trên thực tế đều tại hắn cảm giác bên trong hắn cũng nhìn ra được pháp hoa cùng lam ca mạnh nhất địa phương nhưng thật ra là tính bền dẻo phần này tính bền dẻo là vô song châu giao phó bọn hắn muốn giải quyết phần này tính bền dẻo vậy cũng chỉ có đưa bọn họ một kích quan sát không cho bọn hắn có mấy phần mở rộng cùng học tập thời gian không cho bọn hắn bất luận cái gì không gian cho nên hắn mới vận dụng chính mình ma tướng ở lục đạo quyền bị phá đi về sau, không chút do dự dụng ra chí cường công kích. O, O, N, D. Vàng mịt mờ vần sáng theo pháp hoa cùng lam ca trong cơ thể tuôn ra, không tính mãnh liệt, chỉ là quay chung quanh ở bọn hắn chung quanh thân thể chừng một thước phạm vi bên trong. Nhẹ nhàng kim sắc vần sáng cho người ta một loại kỳ diệu cảm thụ, tự hồ bọn hắn đã không tồn tại ở thế giới này. Bọn hắn trên trán ánh sáng cũng biến thành càng phát sáng kia là thuộc về vô sông châu phù văn chỉ là giờ này khắc này kia vốn chỉ là hình người bộ dáng phù văn tựa hồ biến thành hai cái lập thể tiểu nhân mà lại bọn hắn đang gắt gao ông nhau pháp hoa cùng lam ca thân thể cũng chính là ở cái này phù văn quá trình biến hóa bên trong không bị khống chế giang hai cánh tay dùng sức ôm lấy đối phương đúng vậy ôm lấy cứ việc giờ này khắc này tâm tình của hai người thật là các loại ghét bỏ nhưng máu chốt là không khống chế được a à. hai người gần như trăm miệng một lời ở trong lòng hôn một câu khanh nhân châu kim quang sáng chói hóa thành viên cầu đưa bọn họ một mực thủ hộ ở bên trong mà kia to lớn cột sáng tiếp theo một cái chớp mắt liền đem bọn hắn triệt để thôn phệ tiểu ca tương vân lên tiếng kinh hô liền muốn lao ra lại bị hồng bảo nữ hoàng kéo lại bọn hắn không có chuyện đừng đi không có việc gì tương vân sững sờ hồng bảo nữ hoàng tuyệt mỹ khuôn mặt nhỏ mang theo vài phần quái dị nhẹ gật đầu nói không có chuyện gì bắt đầu ma vương nguyên bản liền nhăn lại lông mày đột nhiên trở nên càng thêm nồng đậm trên người hắn khí tức cũng bắt đầu thu nghĩ liền ngay cả phía sau tám khỏa tinh quang cũng bắt đầu trở nên ảm đạm hắn dù sao vẫn là thập giai cho dù có túc thế ký ức có khả năng phát huy ra thập nhất giai sức chiến đấu nhưng cũng không thể bền bỉ chỉ là để hắn không nghĩ tới chính là Đối phương vậy mà khó chơi như vậy. Bạch quan dần dần suy sực, mặt đất đều không có tổn hại. Đây không phải bắt đẩu giao thiên nhiên, quy năng không mạnh, mà ở chỗ bắt đẩu ma vương đối với năng lượng khống chế đã đến kỳ diệu vô cùng trình độ, không có nửa phần lãng phí. Làm bạch quan biến mất thời điểm, pháp hoa cùng lam ca trên người kim sắc vần sáng cũng biến mất theo. Hiển lộ ra bọn hắn bản thể. Hai người vẽ mặt thậm chí đều có chút mờ mịt, bởi vì ngay cả chính bọn hắn cũng không biết xảy ra chuyện gì. Nhưng là, để bọn hắn cảm thấy giật mình là, vừa nãy, không chỉ là chặn lại toàn bộ công kích. Càng quan trọng hơn là, ở kia kỳ dị kim sắc quan mang chiếu rọi xuống, bọn hắn tật bệnh biến mất, tất cả tiêu hao ở cái này một cái chớp mắt đã hoàn toàn khôi phục được trạng thái đỉnh phong. Đây là Vô song hữu đối, vô song kim thân. Khi các ngươi tâm linh chân chính tương thông thời điểm, thuộc về vô sông châu chung cực áo nghĩa liền đem hiện ra đây mới thật sự là vô sông thanh âm uy nghiêm tại hắn nhóm đáy lòng vang lên nhưng không biết vì cái gì nghe thanh âm này hai người làm sao lại cảm thấy chán ngán như vậy đây ngươi buông ra ngươi buông ra hai người cơ hồ là đồng thời hướng đối phương gầm thét đồng thời buông ra lại đẩy đối phương ra trên người kim sắc vần sáng cũng biến mất theo nhưng lúc này giờ phút này bọn hắn nhưng là đã về tới hoàng mỹ chính mình. Mà cũng liền tại lúc này, bắt đầu ma vương chậm rãi mở ra hai con ngươi. Giấu đi mũi nhọn 10 năm, vốn là muốn trên đường trở về, lại chưa từng ngờ tới, sẽ bởi vì nhân loại mà kết thúc. Các ngươi, có thể kiêu ngạo, bắt đầu ma vương thản nhiên nói. Hai con mắt của hắn là màu tím nhạt, cũng như trên đầu của hắn ma văn, mà khi hắn mở ra hai con ngươi trong nháy mắt đó, vốn chỉ là phân bộ ở đầu trọc một bộ phận rất nhỏ ma văn nhanh chóng tăng vọt, trong khoảnh khắc bao trùm hắn toàn bộ đấu la cùng cổ vị trí. Thập giai, vẫn là cái kia thập giai đỉnh phong. Nhưng cả người hắn cảm giác nguy hiểm lại là như thế kinh khủng. Giải trừ giấu đi mũi nhọn trạng thái, tự nhiên không phải là vì Pháp Hoa cùng Lam Ca, mà là vì kia thần kỳ vô song châu. Người đến, Pháp Hoa quay đầu nói với Lam Ca. Nói xong hắn hơi lắc người, đã hóa thân bạch mang, trong nháy mắt dung hợp lam ca vô song tướng bạch sắc phi phong màu trắng trang phục nhàn nhạt mờ mịt kim sắc vần sáng chính mảnh kim sắc thánh trang quay chung quanh tại hắn chung quanh thân thể xoay tròn lam ca đột nhiên có loại cường đại trước nay chưa từng có cảm thụ tới đi mọc hoa văn đầu trọc hẳn là cảm thấy kiêu ngạo chính là ngươi mới đúng lam ca dùng ngạo mạn ánh mắt nhìn đối phương bắt đầu ma vương hừ lạnh một tiếng tay phải hướng Lam Ca phương hướng chậm rãi đánh ra. Lập tức, không khí vặn vẹo, tự như triều tịch năng lượng màu tím nhạt chen chúc mà ra, trên không trung hóa thành từng con khác nhau quái thú, điên cuồng đánh tới. Cùng lúc đó, sau lưng của hắn lúc trước ảm đạm bắt đầu bát tinh một lần nữa lấp lánh. Nhất là hướng trên đỉnh đầu viên kia, đã biến thành màu tím nhạt. Pháp Hoa cùng Lam Ca cũng không biết chính là, bắt đầu ma vương khoảng cách trở về nguyệt thần cấp, kỳ thật chỉ kém mấy năm giấu đi mũi nhọn mà thôi. Mà một khi đột phá đến Nguyệt Thần, hắn liền có thể tìm về thuộc về mình nguyên bản phần lớn lực lượng, một bước trở lại Nguyệt Thần đỉnh phong cảnh giới. Còn tương lai có thể hay không đột phá đến Đại Thiên Thần cảnh giới, liền muốn xem vận khí cùng thời cơ. Làm ca phía sau áo choàng không gió mà bay, chậm rãi về phía sau dơ lên, đồng dạng là tay phải nâng lên, còn cố ý duy trì cùng bắt đầu ma vương động tác giống nhau một mảnh vần sáng xanh làm lấy thân thể của hắn làm trung tâm hướng ra phía ngoài khuếch tán ra đến trên bầu trời nguyên tố trận vực nơi trọng yếu màu lam đột nhiên trở nên sâu xa mấy phần ở mảnh này không gian bên trong nhất là võ đài phạm vi bên trong cái khác tất cả nguyên tố thuộc tính toàn bộ không còn sót lại chút gì liền ngay cả bắt đẩu ma vương phóng thích ra kinh khủng ma lực đều mờ đi mấy phần còn lại chỉ có một loại nguyên tố Từng viên màu lam nhạc quan cầu liền theo kia phiến trong lam quan phiêu đảng mà ra, mỗi một khỏa quan cầu đều chỉ có lớn chừng trái nhãn, bọn chúng tinh chuẩn tìm tới từng con tử sắc quái thú. Không có kịch liệt quanh minh, lừng lẫy ánh sáng. Làm quan cầu cùng quái thú đụng chạm cùng một chỗ thời điểm, một con kia chỉ quái thú cứ như vậy quỷ dị phai mờ, biến mất. Đúng vậy, đây là hủy diệt. Thuộc về hủy diệt pháp tắc hủy diệt. Pháp hoa cùng Lam ca khôi phục không chỉ là trạng thái thân thể, càng là toàn bộ mà có lúc trước cùng nguyên tố trận vực dung hợp quá trình lúc này ở trận vực hô ứng phía dưới lại thêm vô song tướng tăng phúc làm ca rốt cục có khả năng chưởng khống hủy diệt thần lôi uy năng từng viên thần lôi từng con quái thú không ngừng trên không trung va chạm biến mất chí ít theo mặt ngoài nhìn qua làm ca không có rơi vào mảy may hạ phong trên bầu trời nguyên tố trận vực đang chậm rãi xoay tròn lấy uy hiếp vô hình lấy tất cả thiên ma mà lúc này thời khắc này lam ca chính là toàn bộ trận vực hạch tâm thiên ma đan thiên ma hạo sắc mặt rốt cục bắt đầu thay đổi một cái thập giai đối thủ không đáng sợ đáng sợ là nguyên tố trận vực đã trở thành chống đỡ lấy nó nguồn suối dưới loại tình huống này chiến đấu lam ca tiêu hao cực kỳ bé nhỏ mà từ đó dẫn động công kích lại cực kỳ cường đại có thể nói nếu như bây giờ lam ca vô song tướng là nguyệt thần cấp độ nương tựa theo nguyên tố trận vực gia trì ma tộc đám người một cái cũng đừng hòng đi bắt đầu cực quan bắt đầu ma vương lần nữa hướng về phía trước bước ra một bước tất cả quái thú biến mất toàn bộ quan mang lần nữa ngưng trệ bầu trời đột nhiên biến thành một mảnh màu đỏ nhạt mà ở kia màu đỏ nhạt bên trong mơ hồ có lấy một loại đặc thù cảm nhận lam ca phóng thích ra viên kia khỏa hủy diệt thần lôi đột nhiên đều ngưng trệ ở giữa không trung bên trong không cách nào lại tiếp tục bay lượn thậm chí cũng vô pháp bạo tạc bắt đầu ma vương vừa sải bước ra người liền đã đi tới lam ca trước mặt hai tay tự như xuyên hoa như hồ điệp trung động hóa thành mấy trăm chưởng theo bốn phương tám hướng hướng hắn vỗ tới hắn cũng tương tự cảm nhận được ở nguyên tố trận vực bên trong chiến đấu với hắn mà nói đến cỡ nào ăn thiệt thòi tiếp tục như thế tiêu hao xuống dưới nhất bất lợi là hắn lam ca nhếch miệng cười một tiếng chung quanh thân thể chính cái kim sắc thánh trang bên trong tấm thứ hai tấm thứ tám đột nhiên phát sáng lên từng mặt ngưng thực như là thực thể tấm trắng xuất hiện, đem hắn thân thể bảo vệ chặt chẽ kỹ càng. Sáng tạo, trí thuẫn. Càng quan trọng hơn là, ở cái này một cái chớp mắt, hết thảy tất cả đều tăng lên tới mạng cấp. Đúng vậy, vô song kim thân, khôi phục cũng là pháp hoa cùng trí tuệ thánh điển ở giữa liên hệ A. Một vòng kim sắc vần sáng khuếch tán, giam cầm thiên địa. Ở cái này một cái chớp mắt, lấy trí tuệ thánh điển thả ra giam cầm thiên địa, gần như đem một phương này bầu trời toàn bộ đứng im Lam ca trong hai tay hồng bảo trường đao khép lại cùng một chỗ, hóa thành một thanh, chậm rãi dơ lên. Bắt đầu ma vương lông mày nhíu chặt, giam cầm thiên địa, hắn trong lúc nhất thời vậy mà cũng vô pháp tránh thoát. Bắt đầu, phá. Quanh phía sau hắn tám khỏa tinh quang bên trong, một viên nổ tung. Không có gì sánh kịp kinh khủng năng lượng trong nháy mắt đem hắn tăng lên tới đỉnh phong to lớn cột sáng lấy thân thể của hắn làm cơ sở hóa thành một đạo hình người quan mang, cứ như vậy khoảng cách gần phóng tới Lam Ca. Nhưng là, một cây thô to tử sắc quan tuyến lại tại thứ sáu trang thánh trang phía trên cắt ra. Khi to lớn cột sáng cơ hồ là sát Lam Ca thân thể bay đi. Thứ ba thánh trang, tuệ kiếm hiển hiện, hóa thành quan ảnh, dung nhập hồng bảo trường đao bên trong. Nhàn nhạt hồng sắc quan diễm, Phản phất lại để cho Lam ca về tới lúc trước hồng bảo nữ hoàng vì hắn cùng pháp hoa không tiếc thiêu đốt thần thể một khắc này. Sông đao kết hợp, yêu quý. Bắt đẩu, phá, lại là một khỏa tinh quan vỡ tan, bắt đẩu ma vương sông trưởng sát nhập. Phanh một tiếng, hắn đúng là mạnh mẽ đem hồng bảo trường đao giáp tại chính mình giữa sông trưởng. Thế nhưng là, sông trưởng của hắn lại tại đốt cháy, kia là thuộc về yêu quý lực lượng. Không có thiêu đốt, thiêu đốt tự hồ là bản thể hắn, là đối với thực lực yêu quý, là đối với. Bắt đầu ma vương rốt cục hét thảm một tiếng. Hướng trên đỉnh đầu viên kia sáng nhất tinh quang bỗng nhiên hào quang tỏa sáng. Thân thể của hắn bắt đầu trở nên mờ đi, tại hắn phía sau, tầng tầng lớp lớp xuất hiện mười mấy đạo thân ảnh, kia là lịch đại bắt đầu ma vương thân ảnh. Tầng tầng lớp lớp, thân thể của hắn cũng trong nháy mắt phân liệt ra đến, hóa thành một đạo đạo quang mang, mang theo kia yêu quý đối với thần thức thiêu đốt, đột nhiên bị không trung kia sáng nhất tinh quang hút nhiếp. Tinh quang nổ tung. Lam ca chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, trên bầu trời nguyên tố trận vực đột nhiên truyền đến một cổ to lớn hấp xả lực, mạnh mẽ đem hắn trên đỉnh đầu bạo tạc cực quan cho hấp xả đến một bên. Mặc dù như thế, Lam ca vô song tướng thân thể vẫn là bị ném đi ra ngoài. Chung quanh thân thể thủ hộ lấy từng mặt trí thuẫn nhau nhau vỡ vụn. Đây chính là nguyệt thần cấp độ kinh khủng uy năng A một nguồn máu tươi phun ra lam ca thân thể ở xoay chuyển bên trong đã một lần nữa đem pháp hoa chia lìa ra pháp hoa há miệng một nguồn máu liền phun tại trên mặt hắn hai người lại lúc rơi xuống đất sớm đã không còn lam ca lúc trước anh tuấn tiêu sái đơn giản biến thành lăng đất hồ lô cực quan vẫn lạc tại khác một bên một lần nữa hóa thành bắt đẩu ma vương bộ dáng chỉ là hắn lúc này toàn bộ thân thể đều trở nên mờ đi phía sau chỉ còn lại có năm đoàn tinh quang như ẩn như hiện, ảm đạm vô quan. Đi, hắn gầm nhẹ một tiếng, khép kín hai mắt, phía sau năm đoàn tinh quang đột nhiên khép lại thành một đoàn, đem hắn thân thể hút nhiếp đi vào, hóa thành quang mang rơi vào thiên ma đang trong tay. Thiên ma đang sắc mặt nghiêm túc nhìn về phía nơi xa có chút quể oải pháp hoa cùng lam ca, hai mắt nhắm lại, đang lúc hắn muốn nói cái gì thời điểm. Đột nhiên, thủ hộ tại hắn nhóm chung quanh thân thể thiên ma trận vực đột nhiên rất nhỏ chấn động thoáng cái. Nguyên bản ám tử sắc thiên ma trận vực đột nhiên biến thành kỳ dị tử kim sắc. Làm kia tử kim sắc xuất hiện một nháy mắt, tựa hồ toàn bộ lam vực đại lục đều rất nhỏ rung rẩy thoáng cái. Lúc trước còn vẻ mặt ngưng trọng thiên ma đang đầu tiên là sửng sốt một chút, ngay sau đó, trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên, ma tổ, ma tổ thức tỉnh. Không chỉ là hắn, các vị thiên ma không khỏi lộ ra vẻ mừng như điên Thiên ma đang lúc này mới chuyển hướng pháp hoa Lam ca Cùng một đám nhân loại phương hướng Hôm nay tới đây lam vực Rất tốt Các ngươi nhân loại mở rộng tốc độ cùng thiên phú Vượt ra khỏi chúng ta dự phán Nhưng đối với các ngươi mà nói Nhưng cũng đáng tiếc Bởi vì các ngươi để chúng ta thấy được tất cả những thứ này Ta thậm chí có chút may mắn Đáp ứng chính là 10 năm Mà không phải trăm năm bởi vì trăm năm về sau, có lẽ các ngươi thật có thể trưởng thành đến muốn để tộc ta nhìn thẳng vào trình độ. Nhưng chỉ là 10 năm, đến lúc đó muốn nhìn các ngươi có thể trưởng thành đến như thế nào. 10 năm sau, chúng ta sẽ trở lại. Mà lại ta nhất định sẽ hướng trong tộc đề nghị, trước tiên trở về tìm tới các ngươi. Nói xong lời nói này, kia đã biến thành tử kim sắc thiên ma trận vực quét sạch mà lên, đem bát đại thiên ma cuốn vào, tiếp theo một cái chớp mắt tử kim sắc đã phóng lên tận trời bay thẳng mà lên không có chút nào cấm kiện nguyên tố trận vực ý tứ khi nó vọt tới nguyên tố trận vực trước mặt thời điểm đột nhiên toàn bộ nguyên tố trận vực đột nhiên rung lên đúng là mạnh mẽ bị đâm xuyên ra một cái lỗ thủng tử kim sắc trong chớp mắt biến mất không còn tâm tích mà kia bị xuyên ra lỗ thủng lại là hồi lâu chưa từng khép kín từ đầu đến cuối lam vực tất cả mọi người chỉ là yên lặng nhìn chăm chú lên tất cả những thứ này rõ ràng bác đại thiên ma đi, hẳn là đáng được ăn mừng, nhưng không biết vì cái gì, mỗi người bọn họ trong lòng lại đều triểu nặng. Bác đại thiên ma, trong mắt bọn hắn đã là cực mạnh tồn tại, nhưng từ thiên ma đang sau cùng trong lời nói, bọn hắn đã có khả năng cảm thụ được, có lẽ, những này ma vực cường giả, chẳng qua là ma vực chỉnh thể một gốc của băng sơn mà thôi. Mười năm, thời gian mười năm thật có thể để nhân loại có đầy đủ đối kháng ma tộc thực lực sao? Đại trưởng lão chậm rãi đi ra, Hướng Lam Tường nói, thu trận vực đi. Bọn hắn đã rời đi. Nhưng rất nhanh bọn hắn liền phát hiện, trận vực, bọn hắn không thu được, bởi vì kia đã không tại hắn nhóm khống chế bên trong. Sau đó, Lam Ca liền để trận vực tản ra một lần nữa hóa thành nguyên tố chi hải. Bầu trời một lần nữa trở nên trong sáng, trời xanh mây trắng, lôi thành lại không vẻ lo lắng, hết thảy tự hồ cũng khôi phục bình thường. Đối với lôi thành nhân dân mà nói, cái này có lẽ chỉ là một đoạn thời gian đặc thù thiên tượng bọn hắn sẽ hiếu kỳ nhưng sẽ không muốn quá nhiều nhưng đối với chân chính trải qua những chuyện này mọi người tới nói bọn hắn trong lòng đều đè ép một khối đá đủ để lật úp toàn bộ nhân loại tảng đá lão cha chúng ta có phải làm sai hay không thu hồi nguyên tố trận vực về sau làm ca rõ ràng cảm giác được lực lượng của mình cũng đang yếu bớt lúc trước đối với nguyên tố điều khiển như cánh tay cảm giác biến mất hắn hoàn toàn có thể khẳng định lúc này chính mình đã không cách nào lại sử dụng hủy diệt thần lôi. Lam tường lắc đầu, không, các ngươi cũng không có làm gì sai. Chúng ta chưa hề đều không trông cậy vào, ma tộc sẽ bỏ qua chúng ta. Bảy thần châu là nhân loại cơ hội, là bảy thánh tổ lưu cho chúng ta, đã sớm cho chúng ta sáng tạo cơ hội. Các ngươi có thể tranh thủ 10 năm, ta tin tưởng, 10 năm về sau, các ngươi nhất định có khả năng thủ hộ nhân loại. Huống chi, đối mặt ma vực, chúng ta cho tới bây giờ đều không phải là bản thân đang chiến đấu. Lam ca trong nội tâm khẽ nhúc nhích, mơ hồ trong đó minh bạch ý của phụ thân. Đúng vậy, cho dù là 10 năm về sau, nhân loại cũng rất có thể không có tư cách đứng tại ma tộc chính diện, nhưng yêu vực lại có thể, cường đại yêu quái tộc, tinh quái tộc tuyệt đối sẽ không ngồi im mà nhìn ma tộc xâm lấn. Dù nói thế nào, khoảng cách ma vực càng gần hơn chính là bọn hắn. Lần này chỉ là bác đại thiên ma, làm ma tộc đại quân đến thời điểm, đầu tiên sẽ nên đón bọn hắn, là yêu vực yêu quái tộc cùng tinh quái tộc đại quân mới đúng. Yêu vực cũng không biết, nhân loại thực lực đã đạt tới như thế nào trình độ, ma vực cũng sẽ không chủ động đi nói cho bọn hắn. Sau đó 10 năm, đối với nhân loại mà nói nhất định rất trọng yếu, 10 năm, bọn hắn lại đến tột cùng có thế trưởng thành đều như thế nào trình độ đây. 10 năm, có lẽ chúng ta còn không thể chiến thắng ma vực, nhưng là, 10 năm, có lẽ chúng ta đã đủ để tự vệ đúng lúc này một cái thanh lãnh thanh âm vang lên kiên định mà hữu lực hồng bảo nữ hoàng con ngươi đột nhiên co rút lại một chút theo bản năng hướng về phía trước bước ra một bước một điểm hắc ám lặng yên khuếch tán trống rỗng xuất hiện chậm rãi phóng đại nhưng không có cho người ta bất luận cái gì đột ngột cảm giác phản phất hắn chính là hẳn là xuất hiện ở đây hết thảy đều là như vậy tự nhiên mà vậy ở kia hắc ám chi hậu vẫn còn một đám nhẹ nhàng ánh lửa đi theo sau lưng hắn biến lớn cước đạp thực địa ôn hòa mà bình yên tuấn mỹ khuôn mặt trường bào màu đen tóc dài rối tung tại sau lưng ôn nhuận như ngọc cũng không chính là vì kia lam ca một mực mong mỏi đến hắc ám chi tử bắt nguyệt thương thần sao thương thần ca lam ca mừng rỡ kêu lên bắt nguyệt thương thần hướng lam tường cùng đại trưởng lão cuối người hành lễ quốc vương bệ hạ đại trưởng lão sau đó mới chuyển hướng lam ca mỉm cười nói không để cho chúng ta thất vọng các ngươi trưởng thành tốc độ còn vượt qua phán đoán của chúng ta một bên nói qua hắn hướng lam ca giang hai cánh tay ra lam ca vội vàng tiến lên cùng hắn ôm một cái thương thần ca ngươi đây là bắc nguyệt thương thần mỉm cười nói vâng ta cũng sớm đã đến chỉ là một mực tại nhìn xem các ngươi cùng bác đại thiên ma một trận chiến này đối với các ngươi trưởng thành có ý nghĩa không giống bình thường cho dù để ma tộc có cảnh giác, nhưng bọn hắn nhìn thấy cũng chỉ là các ngươi mà thôi. Ở các ngươi có thể đối kháng dưới tình huống ta không thể đi ra. Không thể để cho bọn hắn biết đến nhiều hơn. Hai mắt nhắm lại, Hồng Bảo nữ hoàng đột nhiên nói, "Ta đều không có phát hiện ngươi tồn tại, ngươi làm như thế nào?" Bắc Nguyệt Thương thần mỉm cười, "Ngươi chính là tiểu ca cùng pháp hoa thủ hộ giả đi. Bảy thần châu, ta là U Minh. Đây là ta thủ hộ giả, Hỏa Ly Cơ." Đúng vậy, khi hắn xuất hiện thời điểm, hỏa ly cơ liền sau lưng hắn, với hắn cùng nhau xuất hiện. Cùng lúc trước Pháp Hoa cùng Lam Ca nhìn thấy lúc so sánh, hiện tại hỏa ly cơ tự hồ trưởng thành một chút, thân cao đã tiếp cận vốn là rất cao bắt nguyệt thương thần, một đầu kim hồng sắc tóc dài rối tung tại sau lưng, cả người tự hồ càng cho người ta một chút nhẹ nhàng cảm giác. U Minh Châu Ngươi là U Minh Châu chấp trưởng giả, hồng bảo nữ hoàng kinh ngạc nói. Đồng thời, nàng cũng lập tức minh bạch vì cái gì bắt nguyệt thương thần vừa mới nói không thể để cho ma tộc biết đến nhiều hơn câu nói kia. Khẽ vuốt cầm, Bắc nguyệt thương thần nói, không chỉ là chúng ta, bảy thần châu chấp trưởng giả sẽ chỉ là nhân loại, đây là tiên tổ lưu cho chúng ta quý báu nhất tài phú. Đương nhiên, còn có các ngươi những này thủ hộ giả. Nhân loại sau này, nhất định không phải như bây giờ. Mười năm, tiểu ca, pháp hoa, cảm ơn các ngươi cho chúng ta nhân loại tranh thủ mười năm này. Có lẽ, 10 năm này đối với chúng ta mà nói là trân quý nhất hoàng kim 10 năm. Pháp Hoa cùng Lam Ca liếc mắt nhìn nhau, Pháp Hoa nói, Bắc Nguyệt Huynh, hiện tại bảy thần châu, có mấy khỏa đã xuất thế. Vẫn còn, vừa mới kia thiên ma đang nói tới ma tổ, lại là cái gì? Bắc Nguyệt Thương Thần nói, theo ta được biết, bảy thần châu chí ít đã có năm viên xuất thế. Bao quát các ngươi đã từng thấy qua, chấp trưởng thương khung châu lục uyên. Ta tin tưởng, còn thừa hai viên cũng sẽ ở không lâu sau đó xuất thế. Khi bảy thần châu tề tụ thời điểm, đối với chúng ta nhân loại mà nói, chính là sông phá hắc ám thời điểm. Cái này hắc ám chỉ là chúng ta thời đại này. Năm viên. Lâm Ca câu mày nói, thế nhưng là vì cái gì ma tộc lại chỉ là tìm tới chúng ta? Bọn hắn tự hồ chỉ là biết chúng ta vô sông châu, nhưng lại không biết cái khác bảy thần châu tồn tại a. À. Bắc Nguyệt Thương thần mỉm cười nói, đó là bởi vì các ngươi tính đặc thù, vô song châu khí tức là không dễ dàng che giấu nhất. Bất quá, sau này sẽ không. Ta sẽ dạy các ngươi phương pháp che giấu, tương lai, ma tộc liền không cách nào lại cảm nhận được vô song châu tồn tại. Trên thực tế, cũng chính là ở bọn hắn mang tới dưới áp lực, các ngươi mới có thể nhanh chóng trưởng thành như thế. Đại trưởng lão nhẹ gật đầu, nói, ừm, lúc trước đối với các ngươi ma luyện, có một bộ phận đề nghị là thương thần ra áp lực sẽ cho các ngươi gia tốc trưởng thành các ngươi là vô sông châu chọn lựa tới cũng chính là các vị tổ tiên lựa chọn lam ca kinh ngạc nhìn bắt nguyệt thương thần cái này kẻ đầu têu lại là hắn sao Bắc nguyệt thương thần đột nhiên nghiêm mặt nói ta tới tìm các ngươi là muốn dẫn các ngươi đi tới pháp vực chúng ta có một vị đồng bạn gặp phiền toái lớn cần mọi người đồng tâm hiệp lực hắn nói mười phần chính nghĩa ngôn từ nhưng không biết vì cái gì lam ca lại có cảm giác hắn nói sang chuyện khác Pháp Hoa hỏi, Bắc Nguyệt Huynh, Đại thống lĩnh hắn cũng là một trong bảy thần châu chấp chưởng giả sao? Nghe hắn nói ra đại thống lĩnh ba chữ này, Bắc Nguyệt thương thần ánh mắt bên trong nhiều hơn mấy phần tôn kính, nhưng hắn lại lắc đầu, không, hắn không phải. Hắn khác với chúng ta. Nhưng hắn xuất hiện, có lẽ mới thật sự là trời cao đối với chúng ta nhân loại chiếu cố. Ta lần này trở về tìm các ngươi, cũng là hắn ý tứ, chúng ta phải nhanh một chút xuất phát, trở về pháp vực phụ vương, vậy chúng ta làm ca nhìn về phía Lam Tường. Tương Vân theo bản năng liền muốn nói cái gì, lại bị trượng phu ông vòng eo, Lam Tường hướng Lam ca nhẹ gật đầu, các ngươi đi thôi. Làm ngươi có khả năng chưởng khống nguyên tố trận vực thời điểm, ngươi liền đã không chỉ là thuộc về Lam vực, càng là thuộc về toàn bộ nhân loại. Nhưng là, vô luận lúc nào, Lam vực đều chính là hậu thuẫn của các ngươi. Ta sau đó lệnh cấm khẩu, ngay tất cả nhìn thấy một trận chiến này người, đều sẽ đem hôm nay phát sinh hết thảy dấu ở trong lòng mình. Ta cũng sẽ không bổ nhiệm ngươi cùng thương thần bất luận cái gì chức vị. Thương thần nói đúng, tương lai 10 năm, chính là nhân loại hoàng kim 10 năm, mà đối với các ngươi mà nói, các ngươi chính là màu vàng rồng. Bắc Nguyệt thương thần mỉm cười nói, bệ hạ tên tuổi anh hùng. Pháp Hoa nói, Bắc Nguyệt huynh, ngài còn chưa nói liên quan tới ma tổ sự tình. Bắc Nguyệt thương thần sắc mặt hơi ngưng trọng mấy phần, ma tổ là cái gì, ta cũng không rõ ràng. Nhưng nghĩ đến hẳn là ma tộc chân chính trưởng khống giả. Chúng ta trước mắt biết đến, ma tộc có 24 thiên ma, vẫn còn 12 đại ma vương, nhưng từ tình huống của hôm nay đến xem, bọn hắn hẳn là còn không phải ma tộc mạnh nhất. Ma tổ ngủ say phải cùng lúc trước đại tai biến có quan hệ. Chờ pháp vực chuyện, chúng ta có lẽ sẽ đi một chuyến thú vực. Chỉ có cùng ma tộc cộng đồng đến thú tộc, đối bọn hắn mới là hiểu rõ nhất. Ma tổ, đến tột cùng là cái gì? Có thể để cho bác đại thiên ma mừng rỡ như điên, đó nhất định là khó lường tồn tại. Bác Nguyệt Thương thần tự hồ nhớ ra cái gì đó, đột nhiên nói, tử kim sắc. Bọn hắn lúc trời đi tử kim sắc tự hồ có chút kỳ quái. Ta từng nghe đại thống lĩnh đề cập tới một chỗ. Ở chúng ta Pháp Lam tinh mảnh này thần lan kỳ vực bên trong, thất hải sáu vực trong, có một cái nơi thần bí nhất, gọi là thâm nguyên tử hải chúng ta đều nghe nói qua nơi này, nhưng tại trong lịch sử, cho dù là ở thời đại băng hà yêu, tinh hai tộc cường thịnh nhất thời điểm, cũng rất ít có lưu lại liên quan tới bọn hắn lịch sử. Chỉ là biết, thâm nguyên tử hải bên trong sinh hoạt một chủng tộc, được xưng là tử kim tộc. Không biết lúc trước kia tử kim sắc cùng tử kim tộc ở giữa, có cái gì quan hệ? Có khả năng, hồng bảo nữ hoàng đột nhiên mở miệng nói, tử kim tộc ta nghe nói qua một chút. Kia là một cái thần bí mà chủng tộc mạnh mẽ, Ta nghe được truyền thuyết là Đại thiên thần cuối cùng quy tụ đều là thâm uyên tử hải Càng nhiều ghi chép Có lẽ yêu vực mới có Bắc Nguyệt thương thần hướng hồng bảo nữ hoàng nhẹ gật đầu Có cơ hội vẫn là phải biết đến nhiều hơn một điểm Thâm uyên tử hải là thất hải sáu vực cổ xưa nhất tồn tại một trong So yêu vực càng thêm lâu dài Có vô tận lam hải thời điểm Liền đã có thâm uyên tử hải Pháp Hoa, Tiểu Ca Nếu như các ngươi không cần nghỉ ngơi Chúng ta liền mau chóng xuất phát pháp vực bên kia sự tình khẩn cấp. Lam ca vừa muốn đáp ứng, hồng bảo nữ hoàng lại nói, chờ một chút, ta có mấy lời muốn một mình cùng bọn hắn nói. Sau đó lại xuất phát cũng không muộn. Bắc Nguyệt thương thần nhẹ gật đầu, nói, được. Lam tường chuyển hướng một đám Lam vực cường giả, nói, mọi người về trước lôi thành đi. Thương thần, tiểu ca liền nhờ ngươi. Bắc Nguyệt thương thần không mình hành lễ, bệ hạ yên tâm. Vì Lam vực, cũng vì toàn bộ nhân loại chúng ta đều sẽ cố gắng chúng ta cũng sẽ tùy thời đưa tin tức trở về lam tường đi hướng lam ca không nói gì thêm chỉ là cho nhi tử một cái to lớn ông sau đó quay người liền mang theo lam vực cường giả phi thân mà đi phân biệt vĩnh viễn là thống khổ thời khắc cho dù kiên cường như lam tường cũng giống vậy như thế nhưng hắn là quốc vương vì lam vực cũng vì nhân loại sau này hắn không thể càng nhiều lưu luyến Tương Vân lại lưu lại, nàng chỉ là nhìn xem Lam Ca, nói khẽ, mùn mụ mù đưa các ngươi. Mãi cho đến các ngươi rời đi Lam Vực. Chỉ là một câu nói đơn giản như vậy, lại làm cho Lam Ca trong nháy mắt đỏ mắt, mẹ. Tương Vân sợ lên đầu của con trai, đi thôi, theo A Bảo trước tiên đem nói cho hết lời. A Bảo. Lam Ca sửng sốt một chút, Pháp Hoa cũng thế, Hồng Bảo Nữ hoàn càng là. Đây là tại gọi ta. Hồng Bảo Nữ Hoàng ngơ ngác nhìn Tương Vân, nhưng nàng nhìn không có phản bác, lạ thường không có phản bác. Có lẽ là bởi vì Tương Vân ánh mắt thật sự là quá mức nhẹ nhàng, kia là mù mù ánh mắt. Hồng Bảo Nữ Hoàng khoát tay áo, nói: nơi này cũng không có người ngoài, ở chỗ này nói đi. Nói qua, nàng nhìn về phía Pháp Hoa cùng Lam Ca, các ngươi nhất định rất kỳ quái, ta vì sao lại sống tới đúng không? Vẫn còn, vì cái gì lúc trước ta không có giết các ngươi thậm chí còn cứu các ngươi, trợ giúp các ngươi tăng cao tu vi. Lam ca cùng pháp hoa bị nàng hấp dẫn chú ý, giống như nàng nói như vậy, những nghi vấn này vẫn luôn trong lòng bọn họ. Hồng bảo nữ hoàng nói, các ngươi hẳn là cảm ơn các ngươi tổ tiên, hoặc là nói cảm ơn vô song châu, nếu như không có vô song châu tồn tại, các ngươi sớm đã chết ở trong tay ta, nói đến đây, trên mặt nàng còn không tự chủ toát ra vẻ hầm hực. Mỗi khi nàng nhớ tới lúc trước hai người này cầm đi trái tim của mình lúc liền khó mà khống chế tâm tình của mình. Làm ca khóe miệng hết lên, cảm ơn nó. Nếu không phải cái này khanh nhân châu, chúng ta sẽ không có chuyện rảnh rỗi đi trộm ngươi trái tim sao? Là nó mang theo chúng ta đi, cũng là nó đem ngươi trái tim trộm. Hồng bảo nữ hoàng nghiêm túc nói, đúng vậy, cái này ta biết, nhưng là, nó cũng cho ta một cái cơ hội. Một cái rất trọng yếu cơ hội. Cho dù tính mạng của ta xa xa so với các ngươi nhân loại lâu dài, thậm chí cũng từng cùng các ngươi nhân loại các vị tổ tiên ở cùng một cái thời đại. Cũng không thể không nói, các ngươi nhân loại trí tuệ chân chính là ta đã gặp qua trong chủng tộc, ưu tú nhất. Các ngươi chỉ sợ vẫn luôn không biết, bảy thần châu bên trong cất giấu một cái bí mật hồng bảo nữ hoàng nghiêm túc nói. Đang nói ra câu nói này thời điểm, nạn tay phải vung lên, một tầng hồng sắc quan vận đem pháp hoa, lam ca, bắt nguyệt thương thần, hỏa ly cơ cùng tương vân bao phủ ở bên trong. Bí mật ngươi chỉ là Lam Ca theo bản năng liền muốn đem lúc trước đại trưởng lão nói bí mật kia nói ra, lại bị bên người Pháp Hoa đụng một cái mới dừng lại. Hồng Bảo nữ hoàng nhìn Pháp Hoa một chút, bảy thần châu bên trong ẩn giấu bí mật lớn nhất là vượt qua đại thiên thần cấp độ bí mật. Lời vừa nói ra, Pháp Hoa cùng Lam Ca đều là chấn động trong lòng, rất hiển nhiên, Hồng Bảo nữ hoàng muốn nói ra tới bí mật cùng bọn hắn biết một cái kia cũng không giống nhau. Tương Vân cũng là vẻ mặt kinh ngạc. Chỉ có Bác Nguyệt Thương thần cùng Hỏa Ly Cơ vẻ mặt bình tĩnh. Rất hiển nhiên, bí mật này bọn hắn cũng hẳn là biết đến. Hồng Bảo nữ hoàng tự giễu cười cười, bằng không mà nói, lúc trước các ngươi cho dù đã cứu ta, ta tối đa cũng chính là lại không giết các ngươi, như thế nào lại giúp các ngươi? Là lợi ích để cho ta không thể không đứng tại bên cạnh ngươi. Mà phần này lợi ích chính là các ngươi nói tới khanh nhân Châu cho ta nó dùng lợi ích đem ta và các ngươi khóa lại cùng một chỗ thậm chí tương lai cũng giống như vậy đến cùng là chuyện gì xảy ra đây lam ca tò mò hỏi hồng bảo nữ hoàng nói bảy thần châu ban đầu là lấy các nguyên nhân loại tổ tiên trái tim làm cơ sở sáng tạo đồng thời còn có các tộc tích lũy thiên tài địa bảo nhưng bảy thần châu nhưng cũng không hoàn chỉnh cái này các ngươi hẳn phải biết bởi vì các nguyên nhân loại tổ tiên là thập nhất giai tu vi mà không phải đại thiên thần cấp thậm chí ta đều có thể đoán được đại tai biến sở dĩ giáng lâm là các ngươi nhân loại tổ tiên vì nhân loại có nhiều hơn cơ hội cố ý để bảy thần châu không hoàn chỉnh tạo thành cho nên các ngươi nhân loại không chỉ là trí tuệ càng làm cho ta cảm nhận được một tia e ngại dạng này một cái có như thế mưu tính sâu xa chủng tộc lại thế nào khả năng không cuộc khởi đây bất kỳ chủng tộc nào tu luyện tới thần cấp đều có chuyển biến thành hình người năng lực cái này các ngươi hẳn là đều biết bởi vì hình người sắc bén nhất tại thần cấp tu luyện nhưng càng nhiều các ngươi không rõ ràng chính là thần cấp cũng không chỉ là tinh thần nguyệt thần cùng đại thiên thần cấp bậc liền mới thôi ở trên đó vẫn còn một cái trong truyền thuyết cấp độ được xưng là thần vương cấp cái này truyền thuyết là thế nào lưu truyền xuống ta cũng không rõ ràng nhưng tất cả đại thiên thần cấp các triều đại cường giả đều sẽ nói bọn hắn cảm thụ được cấp bậc kia mà muốn đạt tới cấp bậc kia hình người là có khả năng nhất. Nhưng là, ở toàn bộ thần lan kỳ vực trong lịch sử, cho dù bao quát kia thần bí thâm uyên tử hải ở bên trong, chưa hề có chân chính thần vương xuất hiện qua. Nếu có thần vương tồn tại, có lẽ đại tai biến liền sẽ không đến, chúng ta liền có đối kháng đại tai biến năng lực. Thậm chí toàn bộ pháp lam tinh đều sẽ tăng lên đến một tầng khác. Cho nên, thần vương cấp, một mực là tất cả đại thiên thần truy đuổi mục tiêu. Vô song châu bên trong, ghi lại, chính là làm sao có thể trở thành thần vương khả năng hình người sắc bén nhất tại thần cấp tu luyện nhưng là chỉ là hình người lại không đủ để tu luyện tới thần vương cấp các ngươi nhân loại sở dĩ khi sinh ra thời điểm không có bất kỳ cái gì thiên phú cũng không phải là bởi vì bị thượng thiên vứt bỏ mà là bởi vì thượng thiên cho các ngươi lớn nhất tiềm năng chỉ có chân chính nhân loại mới có thể tu luyện tới thần vương cấp độ chờ một chút pháp hoa đột nhiên cắt đức hồng bảo nữ hoàng đây đều là vô song châu nói cho ngươi. Hồng bảo nữ hoàng nhẹ gật đầu. Pháp hoa do dự một chút, nhưng vẫn là nói ra, vậy sao ngươi chứng minh, nhân loại có thể tu luyện tới thần vương cấp là thật. Dù sao, chưa hề có chân chính thần vương xuất hiện qua. Hồng bảo nữ hoàng ngẩn ngơ, nàng đột nhiên phát hiện, vấn đề này, bản thân tự hồ cũng không có nghĩ qua. Hẳn là thật, bắt nguyệt thương thần tiếp lời nói, bởi vì, ở U Minh Châu bên trong, cũng cất giấu bí mật này. Hỏa ly cơ mới quen ta thời điểm, nàng còn rất nhỏ yếu. Tổ tiên lưu lại một sợi thần thức không có lừa gạt nàng ý nghĩa. Còn các vị tổ tiên làm sao mà biết được bí mật này, có lẽ chỉ có tập hợp đủ bảy thần châu mới có thể hiểu. Hồng bảo nữ hoàng hường một tiếng, hy vọng là thật, nếu không, nếu không, nói đến đây, nàng đột nhiên có chút chán nản, bằng không thì cũng chậm. Cái gì chậm, làm ca tò mò hỏi. Hồng bảo nữ hoàng cười khổ nói, ta sợ dĩ biến thành dạng này, trên thực tế, chính là bởi vì, hiện tại ta, đã là một cái loài người. Giống như các ngươi, ta không còn là thôn nghĩ vương, mà là nhân loại. Lúc trước, các ngươi trộm đi trái tim của ta, đoạn mất ta trở thành đại thiên thần con đường. Ta đối với các ngươi căm hận có thể nghĩ. Trên đường truy sát các ngươi đến yêu vực. Nhưng lần đó cùng hổ yêu vương sau đại chiến, bị các ngươi cứu được. Các ngươi sau khi đi, ta liền phát hiện thân thể của mình không đúng trong thân thể nhiều một vật tương vân trong nháy mắt tiếp lời nhiều cái gì sau đó nàng nhìn xem lam ca cùng pháp hoa ánh mắt liền không đúng nói là hai người các ngươi ai không có lam ca không chút do dự nói hắn rõ ràng nhất bản thân lão mụ lúc này đang suy nghĩ gì mẹ chúng ta làm sao có thể ngài cũng đừng nghĩ sai hồng bảo nữ hoàng hiển nhiên không có minh bạch hai mẹ con này ở trao đổi cái gì tiếp tục nói nhiều một khỏa trái tim. Cùng các nguyên nhân loại giống nhau như đúc trái tim. Lam ca cười khổ nói, ngài lần sau nói thẳng, đừng thở mạnh ha. Tương Vân hừ một tiếng, không có lại nói tiếp, lại có chút hậm hực. Hồng bảo nữ hoàng nói, nhân loại trái tim, cùng thân thể của ta có chút không hợp nhau. Nhưng cũng liền vào lúc đó, ta và các ngươi vô song châu lưu lại thần thức tiến hành trao đổi, hắn nói cho ta biết vừa mới nói tới bí mật này. Hắn nói cho ta, sở dĩ lựa chọn ta là bởi vì ta đủ cường đại mà chỉ có chuyển hóa thành nhân loại ta mới có thể trong tương lai chạm đến thần vương cảnh hắn nói lên yêu cầu chính là muốn ta một mực thủ hộ các ngươi liền nói cho ta chân chính chuyển hóa thành nhân loại phương pháp ta lúc ấy kỳ thật không có lựa chọn hoặc là đem cái kia vừa mới mọc ra nhân loại trái tim bỏ đi nhưng là bởi vì các ngươi trọng đi trái tim của ta cho nên ta đã không thể nào trở thành đại thiên thần đây là cơ hội duy nhất ta làm sao có thể từ bỏ cho nên ngươi mới về sau ở yêu vực giúp chúng ta tăng thực lực lên lam ca nói hồng bảo nữ hoàng nhẹ gật đầu đúng thế mà trở thành nhân loại điểm trọng yếu nhất chính là phá rồi lại lập vừa vặn các ngươi bị bác đại thiên ma truy sát ta liền thiêu đốt thân thể của mình trùng tu trưởng thành mới biến thành bộ dáng này ta chỉ có thể lớn đến như thế về sau ước chừng còn cần thời gian mấy năm mới có thể khôi phục vốn là hình dạng. Lần này, tất cả nghi vấn đều giải khai. Vì cái gì Hồng Bảo Nữ Hoàng lại đột nhiên chuyển biến thái độ đối với bọn họ, còn giúp trợ bọn hắn. Thậm chí ở bác đại thiên ma vây công phía dưới cứu bọn hắn. Bao quát lần này trở về, đối bọn hắn bảo hộ. Vậy mà đều là bởi vì vô song châu bên trong tích chứa bí mật kia. Pháp Hoa hỏi, bảy thần châu bên trong mỗi một khỏa đều là như vậy sao? Đều sẽ lựa chọn một cái thủ hộ giả. Hồng bảo nữ hoàng nhìn về phía Bắc Nguyệt Thương Thần, ta không biết. Bắc Nguyệt Thương Thần nói, có lẽ vậy. Mỗi một khỏa bảy thần châu đều có trợ giúp một cái dị tộc trở thành nhân loại cơ hội. Hỏa ly cơ cũng là dạng này. Nói qua, hắn nhẹ nhàng ánh mắt nhìn về phía bên người hỏa ly cơ, hỏa ly cơ gương mặt xinh đẹp đột nhiên đỏ lên thoáng cái, lại không mở miệng. Hồng bảo nữ hoàng nói, ta muốn nói chỉ những thứ này. Có thể xuất phát. Lam ca lầm bầm một câu, khó trách ngươi có thể nghe được chúng ta, nguyên lai vô song châu cũng cộng hưởng ngươi. Hồng bảo nữ hoàng tức giận, ta và các ngươi cũng không đồng dạng. Các ngươi là cùng sinh bản mệnh, mà ta nếu là chết rồi, nhưng không có chút nào sẽ ảnh hưởng đến các ngươi. Các ngươi nhân loại tổ tiên, thật sự là giỏi tính toán. Vương Phi, vậy chúng ta lúc này đi. Pháp vực bên kia thật sự là sự tình khẩn cấp. Tương Vân nhẹ gật đầu, giữ chặt Lam ca tay, nói, tốt, ta đưa các ngươi đi. Được. Tạ ơn Vương Phi, bắt Nguyệt Thương Thần khẽ cười nói. Sáu người phóng người lên, tại khác biệt nhan sắc vận sáng làm nổi bật phía dưới bay về phía không trung, làm ca cuối cùng nhìn thoáng qua ngũ lôi quân đoàn võ đài, hắn người giám quân này hiển nhiên là làm đến cùng. Thậm chí cũng không biết lúc nào trở lại. Nhưng là, hắn lúc này trong lòng là vui sướng. Lực chiến lục đại thiên ma mà thắng, đây đối với toàn nhân loại đều có cực lớn ý nghĩa không hề nghi ngờ hắn cùng pháp hoa đều sẽ tại lịch sử loài người bên trên lưu lại một trang nổi bật tổ tiên là nhân loại làm nhiều như vậy hiện tại đến phiên bọn hắn thương thần ca ngươi lần trước nói chúng ta đến cửu giai sau này liền có thể gia nhập tổ chức của các ngươi tổ chức của các ngươi kêu cái gì liền gọi thần lan yêu vực tổ đình ngao 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 thoải mái lâm ly tiếng gầm gừ ở tổ đình quanh quẩn. Hai đạo quan ảnh bỗng nhiên xuất hiện, rộng rãi tia sáng màu vàng phóng lên tận trời, ở giữa không trung hình thành một cái cự đại hư ảnh, sau lưng mọc lên hai cánh, cái trán chữ vương đặc biệt rõ ràng. Rõ ràng là một con to lớn chấp cánh hổ. Trên mặt đất vần sáng thu liễm, hai cái thanh tú động lòng người thân ảnh hiện hiện ra. Đây là một đôi tướng mạo giống nhau như đúc hoa tỉ mùi, thân cao đều ở 1 mét 7 tả hữu, tướng mạo xinh đẹp tuyệt trần, dáng người thon dài. Bên trái thiếu nữ cúi đầu nhìn một chút hai tay của mình, nhìn nhìn lại bên người tướng mạo giống nhau như đúc một vị khác, kinh hỉ nói, tỷ tỷ, đây chính là chân chính nhân loại dáng vẻ sao? Đột phá đến tinh thần cấp, quả nhiên khác nhau. Khó trách ba ba đẹp trai như vậy, chúng ta lúc trước lại như vậy cường tráng. Một tên khác thiếu nữ cười nói, cái này có cái gì tốt, kỳ thật, ta còn là cảm thấy bộ dáng lúc trước tốt, nhiều uy mảnh. Ta hiện tại chỉ muốn đi tìm pháp hoa cùng Lam Ca kia hai tên gia hỏa lại đánh một trận. Chúng ta đều thần cấp, lần này đánh bọn hắn hẳn là dư xài đi. Bọn hắn lần trước lại dám chạy. Bên trái thiếu nữ nói, tỷ tỷ, lại nói tiếp, luận võ chọn rễ có tính không bọn hắn thắng. Cái này, ta cũng không biết. Lại đánh một lần rồi nói sau. Nếu là bọn hắn có thể thắng, liền xem như ông trời chú định nhân duyên chúng ta đi tìm bọn hắn. Vô tận Lam Hải Sôi trào mãnh liệt sóng cả phía trên, một chiếc thuyền lớn chậm rãi đi vào. Đại Kim Dương ghé vào mạng thuyền bên trên, sờ lên vừa mới nôn mửa qua còn lại, hữu khí vô lực tự nhủ, cái này trên biển đi thuyền thật sự là quá thống khổ, còn không bằng chiến một trận. Chờ đến pháp vực, cái này pháp hoa nếu là không cho ta cái bàn giao, cũng không có xong. Thương thần ca, pháp vực đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì sao? Như vậy vội vã muốn trở về. Việc quan hệ bảy thần châu bên trong Hải Long Châu. Hải Long Châu. Có phải hay không cùng Hải Long tộc có quan hệ? Ừm. Hết chương 167, hết truyện, cảm ơn các bạn đã lắng nghe, nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.